Hồi bây giờ thời thế nhiều kiếp nạn lắm, mưa nắng thất thường gì đâu mà nó kỳ cục quá. Thời tiết thì chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh đúng là khó sống. Bữa nay gì mai khác, sáng thì gió gì, chiều gió khác, kỳ cục lắm. Nó quý vị coi như hôm qua giờ mưa là mưa mưa lạ nữa đó. Thấy không? Mưa này mưa bệnh nè, mưa lạ nè, chứ không phải giỡn đâu nghe. Đã là thời thế nhiều kiếp nạn là từ do quán khí mà sinh ra. Mà quán khí thì phải nhờ chánh khí để hóa giải. Quán là quán nghiệp, quán nghiệp nó nổi lên nên cái bầu không khí bị ô nhiễm, gọi là quán khí. Thì bây giờ chúng ta phải dùng cái tâm địa thiện, niệm Phật, nghe Pháp, ăn chay phóng sanh, làm lành lánh dữ để phát lên chánh khí. Chánh khí mà phát lên thì tà khí tự biến mất. Nên chúng ta nhiều người tu, nhất là ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà 4 ngày, việc này đúng là hy hữu, đặc biệt, thật sự phải đơn giản đó nghe quý vị. Ừ, cái việc làm này từ xưa tới giờ ít có ai mà ta tổ chức gì lắm. Nên mình có được cái duyên mà tổ chức lần nữa mình cũng hứng. Chứ nếu lần đầu mà mình rớt đài là bây giờ mình cũng không dám chơi nữa đâu. Hiểu không? Lần đầu mình làm được rồi, 2000 lại, nên lần này mình cũng sung ra che tổ chức nữa. Hiểu không? Mình tổ chức nữa. Nên bây giờ mình được có cơ hội gì quý vị, mình tập trung về mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Thật sự mà nói trong cuộc đời con người chúng ta không có mấy lần được như vậy đâu. Khi mà qua đời những đức rồi không biết có ai tổ chức gì nữa hay không. Nó thật sự luôn. Cái chuyện mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày, cái chuyện này lạ quá. Ví dụ như người ta lễ đại một ngày 19 là xong rồi, lễ chi dữ vậy. Nhưng mà là do thật sự mà nói nó cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Là chùa mình nó 3-4 chùa, rồi mỗi chùa thì phải tổ chức cho chùa vui. Chứ không lẽ giờ như đức tổ chức bên kia, như đức kéo bên đây qua bệnh hết, thì mấy bên chùa bên đây lạnh ngắt à. Nên từ nơi đó mà những đức thấy anh em thì huynh đệ anh em, anh em đều là anh em không. Thôi mình tổ chức bên kia, tổ chức bên đây, tổ chức mọi bên để cho mấy anh em có công việc và có cơ hội tu phước tu duyên. Mà những đức nỗ lực vậy đó quý vị. Đó mà bây giờ nói thật sự là mình cũng còn khỏe, sức khỏe cũng tương đối ngon lành. Hiểu không? Nên đầy đủ sức khỏe để mà tổ chức chương trình cho người ta tu. Nên cái cơ hội này là cái cơ hội quý vị phát động chương trình, nhất là những vị trưởng đoàn. Chưa làm trưởng đoàn mà cơ hội kỳ này cũng làm trưởng luôn. Chưa làm trưởng đoàn nhưng mà cơ hội kỳ này là phát động làm trưởng đoàn luôn, dẫn dắt người ta đi. Thật sự mà nói ai nghèo không có tiền bao luôn. Nó những đức hồi sáng có chia sẻ công đoạn, nó một công đoạn gì quên mất tiêu à. Vì tu hành có khó hay không gì đó. Thì cái công đoạn đó những đức á, khi đưa lên mạng đó, thì tất cả những vị trưởng đoàn cứ là xe mà 50 chỗ đi đó, 16 chỗ gì đó, nói mà có câu mạng quý vị cứ bấm cái buổi lên cho họ nghe. Là những đức nhắc nhở hết trơn luôn á, cho tất cả những người mà ta mới đến chùa luôn, nhắc kỹ luôn. Quý vị cứ đi lên xe là bắt cái buổi đó lên, là họ đi đến chùa nào họ cũng biết quy tắc làm sao chứ. Đến chùa là chịu tu, đến chùa là biết quy cách liền, không có dám tùy tiện, mà đi chùa là có ý nghĩa. Hoặc đi chùa là chịu tu để cầu an cầu siêu cho người thân, chứ không dám giải đãi, không có dám tùy tiện bỏ qua thời khóa tu. Là cái buổi đó như đức nhắc hết luôn trong vòng thời gian khoảng nửa tiếng, thì bấm lên cho họ nghe. Có nghĩa là mỗi một đoàn xe đều bấm lên cho người ta nghe. Thì cái lợi ích nhắc nhở đó, từ là đi đến chỗ đông người giữ gìn tiền bạc sao, rồi đi đến chùa từ xài nước cũng phải sao, rồi hộp cơm ăn để chỗ nào đúng nơi đúng chỗ, ngồi là chỗ nào nói chuyện, đừng có ngồi mà tụm ba tụm bảy nói chuyện tào lao bác xế. Nó rõ chân trong đó luôn quý vị, nửa tiếng hồ đó. Nên mình nhắc nhở từng chút quý vị, kết hợp những đức vị, tất cả những vị trưởng đoàn tập trung người, người nào nghèo khổ quá bao xe cho đi luôn. Nghĩa là mình hiểu rồi quý vị, trong cái cuộc đời này mình hiểu rồi, sanh không mang đến, chết không mang đi. Thật sự tu phước tu duyên được rất là mừng, tu phước tu duyên được rất là mừng. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, thật sự mà nói cuộc đời của người chúng ta đêm nay ngủ biết làm sao. Cái cơn vô thường trong cái cuộc đời này lạ lắm. Của cải vật chất dù có nhiều cỡ nào mà ngay cái chỗ đất của mình biết đâu tự nhiên nó sụp xuống phát động đất cái sao, ai mà biết được. Quý vị nhớ nghe, cuộc đời con người chúng ta sống ở cái cõi này có chừng có khi mình hụt hẳn đó. Đừng có nói rằng sự nghiệp tôi lớn vậy, con cháu tôi ăn cả đời cũng không hết, chưa chắc.
Nó mà hết phước thử đi quý vị thấy nó lạ kỳ lắm. Nhiều mình không có tu, mình nghĩ này, nhiều người không có tu mình nghĩ vậy nè. Rồi tiền bạc, rồi địa vị, rồi sự nghiệp, rồi nhà cửa, công ty, đất đai, nó nhiều gì cách nào mà hết? Không hết được đâu, chưa chắc. Trong mạng mà nó hết của đi rồi quý vị sẽ thấy nó. Nhà kế bên không động đất, nhà mình động đất. Ngay chỗ mình công ty mình động đất, ngay công ty mình tự nhiên bốc cháy. Chỗ mình có vấn đề, cứ chỗ mình có vấn đề, chỗ mình có vấn đề, rồi nó làm chết người, nó làm người bị này bị kia, mình phải đền bồi. Nó làm cho mình mà tan nhà mất mạng luôn. Là vì sao? Vì trong mạng hết phước. Khi hết phước nó kỳ cục lắm. Còn khi trong mạng mà có phước là nó che chở, nghiệp nặng nó chuyển thành nhẹ, nghiệp nhẹ nó biến mất luôn. Nên cái việc mà tu phước tu duyên là việc cực kỳ quan trọng. Khi mà cái việc mà tu phước tu duyên mà chịu làm đó, cứ làm mạnh đi, đừng có sợ. Dù có gặp cái gì đi chăng nữa cũng là trả qua báo, đừng có sợ. Vì mình làm việc thiện, việc tốt mà. Đó, nên quý vị biết rằng bây giờ quý vị coi đi đến đây, quý vị thấy mấy dãy nhà nó bự thấy ghê chưa. Năm nay xong á, mấy dãy đó quý vị coi xong rồi gì ở cho mà thấy. Nhiều nhà lắm quý vị, phòng nhiều lắm mà 4 tầng. Mà một dãy nhà đó là 2 cái thang máy, thang đầu, thang cuối. Mà mỗi cái thang máy những đứt bắt cái camera luôn. Rồi xong chơi câu qua đây có cái tivi, là giống như là câu thẳng, mỗi ngày có người để mà ngồi ngay cái máy đó để kiểm tra luôn. Biết chi không? Đông quá khi nam nữ nó vô thang máy nó bấm lên bấm xuống. Tính đến mức vậy luôn á trời. Tu chứ nó mình phải canh đó. Chứ không giỡn đâu nghe. Thang máy mà vô đó 2 người bấm lên bấm xuống hoài sao? Ai biết được. Ủa mình nói ai biết được gì sùng sồ, mình cũng canh luôn. Nên mình đặt cái camera trong đó, nó kéo đường dây điện qua đây. Rồi có cái máy chính nó nằm ở trong phòng đăng ký, có người ngồi đăng ký, rồi ngồi trực máy luôn. Phòng số 1, số 2, số 3 của nhà nào có động tĩnh gì cái là lỡ đó tại chỗ bấm cái xẹt mở cửa ra coi. Ghê chưa mày, quản lý kinh khủng thiệt chứ. Hiểu không? Hộ này bị coi không có giỡn nghe. Đây cũng là nhiều hơn là một công ty lớn đó. Đi có nhà cửa kinh khủng chưa? Đó mà hết năm nay là hòa thượng cắt xong đó. Sáng thấy hòa thượng lớn tuổi gì mà còn đi vòng coi. Mà thấy quý vị về đây tu chùa mới mà về quý vị tu hòa thượng vui lắm. Nên quý vị làm việc cái phước vị cũng lớn. Có khi qua đứng khu vực ngoài này nhìn. Thấy cộng tu đồ chia sẻ Phật pháp rồi trong lòng vui. Cái cảm giác mình xây lên ngôi chùa mà ta về ta tu mình vui lắm quý vị. Cái cảm giác đó. Mà tuổi già mình giúp cho hòa thượng vui vậy ổng khỏe. Sống lâu. Mà hòa thượng mà sống lâu là mình cơ hội hoằng pháp ngon lành đó nghe, không giỡn đâu. Hòa thượng mà không đi giảng sanh bất tử là những đức kể như là thôi chào quý vị luôn. Chứ không việc giỡn đâu á. Ừ. Nên không có chuyện chào cái cõi đâu có dễ làm đâu. Những đức có ông huynh đệ, bây giờ ông bên cạnh những đức ông hiếu mắt to. Ra miền ngoài. Đâu có nhiều đâu, có 10 mấy 20 bà già. Mà ổng thì thường thích bóng xanh. Bóng xanh mà ổng lỡ ngay chợ luôn, nguyên la ôm sùm ngoài chợ. Vậy mà cuối cùng nó vớt ổng, không cho ở luôn. Nó, vậy mà nghe nói mà dẫn mấy bà già đi vòng. Cuối cùng có Phật tử nào người ta cho về nhà ở. Thấy không dễ đâu chợ. Thấy không? Chứ mình đâu có yên gì. Nên được hòa thượng ngài có đức hạnh, có nhân duyên ở đây dày quá. Rồi ngài làm việc nó hợp tình hợp lý. Nó rồi quý vị coi bây giờ cái phòng hộ niệm đang cắt đó, là phòng hộ niệm đó sau này những người ta cơ nhở đâu quý vị, người ta đi đến đây cái vùng ở đây nè, thị xã đâu đây mà người ta, những người ta đi ở xa ta đến ta sống mà ta đi làm mà lỡ cơ nhở người ta, lỡ có sự ngặt nghèo người ta khổ gì cuộc đời người ta đó, thì đưa lại đây mình hộ niệm giùm, rồi liệm giùm, đi thiêu giùm. Ừ, làm luôn á. Đây nè, phòng hộ niệm này sao này dữ lắm chứ không phải đơn giản đâu nghe. Mới sắp xếp nguyên một cái ban mai táng của chùa 12 chú. Nó rồi sau này đây mà chắc là ai mà làm cúng quan tài. Trời, quan tài cúng ngon lắm á trời. Giỡn đâu. Vì biết bây giờ bị nó thật sự mà nói cúng cái gì mà bằng cúng quan tài. Quan tài. Hiểu chưa? Cúng quan tài. Bây giờ thì mỗi lần như Đức mua khoảng 80 cái,
Thì bên kia 3, 15, mà đại 15, 15, rồi bên đây 50, 80, ở đây thì 50, đây nhiều, ở sau này nhiều, nên phải có một kho quan tài kế chỗ đó luôn để dành. Chứ bây giờ không nửa đêm nữa mình chạy đi tìm quan tài đâu, phải chuẩn bị quan tài chứ, hiểu không? Quan tài chỗ này là người ta bán cũng rẻ nha, quan tài được lắm, đẹp, nằm cũng tương đối im, và giá cả phải chăng luôn, cái 2 triệu, được lắm đúng không? Còn dùng đất tinh kỹ lắm á, tinh kỹ lắm, biết sao? Quan tài mình lựa mấy cái cây mà nó mềm mềm, đốt cho nó đốt dễ. Bây giờ nhiên liệu nó hao tổn thì nó làm cho bầu không khí này bị hư hoại sớm. Chúng ta bây giờ mua quan tài mà đốt cho nó cháy dễ để cho đỡ tốn nhiên liệu. Mai mốt mình hết nhiên liệu rồi xăng dầu có đâu mà chạy xe. Nên mình dùng làm sao mà cho nó vừa thôi, miễn đốt được là được rồi. Ở ngoài sơn cho nó đẹp, ở trong dù cho cũ cũ một chút cũng được. Mà được lắm, quan tài này được lắm, nhà Đức coi rồi. Nhà Đức vô nằm rồi, thử luôn rồi. À, tại vì bây giờ mình muốn cho các cụ nằm là mình phải nằm trước để mình coi cái quan tài này cỡ tướng mình mà nằm vô làm sao. Thì những đứa nằm vô cũng lúc lắc cũng tương đối à, nằm vô nó cũng mềm mại lắm, được lắm các cụ ơi. Nó nên ai mà vô chùa mình ha, là quan tài chùa mình là quan tài rẻ thôi nhưng mà đẹp đặc biệt. Ở trong cái kho quan tài những đứa để niệm Phật suốt luôn, nên khi quý vị nằm vô cái quan tài nó cảm thấy như là nó sự thích thú gì đặc biệt lắm nghe. Đó, nên thì tới như Đức chia sẻ Phật Pháp có gì đâu, rất là đơn giản. Tại vì sao? Phật Pháp áp dụng trong cuộc sống nhân sinh thì chúng ta sống an vui tự tại, đúng không? Phải nghe tự tại không? Nghe thấy cười hoài đó. Thì tại sao mà nói gì cái chuyện chết chóc rồi sống chết, nói giàu nghèo? Vì cuộc đời của người ta thật sự mà nói, cả đời của người ta danh lợi hơn thua, rồi cuối cùng đi chỗ nào? Bệnh đau và chết. Đó, nghĩ cuộc đời của người cứ là như vậy. Nhưng Đức coi lịch sử nha quý vị, nhưng Đức thấy đúng lịch sử hơn thua đấu đá thấy ghê thiệt. Lịch sử á, coi phim lịch sử đâu coi thấy tò mình đúng là ngao ngán thiệt. Mình nói không biết đủ nha quý vị, không biết đủ mà cuối cùng ngay cái không biết đủ mà chết, thấy chưa? Nên chúng ta bây giờ học đạo hiểu rồi, biết đủ thường vui. Sống mỗi ngày có 3 bữa cơm được, trời gặp nhau gì là mừng lắm rồi, đúng không? Gặp nhau gì là quá đặc biệt rồi. Rảnh rảnh chạy lên chùa tu, lúc nào lễ lọc chạy đến chùa tu, đúng không? Bữa nào rảnh rảnh chạy đến chùa ăn bánh xèo. Thật sự mà nói chùa mình nó là một đại gia đình, lúc nào gì thứ bảy chủ nhật dẫn con cái đến chùa hết, dẫn thêm cha mẹ ông bà được luôn. Đó, có nghĩa là dẫn đến chùa được ở hết, chứ đến chùa là ăn cơm ngồi ăn chung nhau. Rồi nó cảm thấy như là nó ấm áp làm sao á, nó tuyệt vời lắm. Nghĩa là những đức muốn á là ngôi Tam Bảo nó trở thành một cái nhân sinh sống cho con người ta, ai cũng được nhờ. Đúng cái câu chùa là tổ ấm ta về, quý vị phải không? Về đây là cảm thấy như là một cái tổ ấm của mình vậy đó. Tự nhiên về đây giàu nghèo gì gì đây cũng bình thường à. Những việc mình làm được thì mình làm, có ai ép mình đâu, đâu ai ép đâu quý vị. Thí dụ như bây giờ những đức ngồi đây giảng xong rồi bây giờ quý vị lên gì cũng dường tiền, đi có hàng lên kẹt á. Sao kẹt? Cái hàng kia đi có tiền cúng, rồi lỡ cái bà kia không có đem tiền theo, bà lạng hả? Cái bà kia không có tiền là bà lạng đường sao? Sao mà trốn mất tiêu? Sao vậy? Mắc cỡ, đúng không? Còn giờ mình đi về chùa thùng Tam Bảo, mình muốn cúng mình cúng, cúng thì thôi tùy khả năng mình. Còn cái việc tốt việc thiện đó mình làm được mình làm, chứ có ai kêu ông cốc ông xài ông hỏi và bà én cái gì đâu mà ngại. Ví dụ như những đứa kêu ông cốc chùa xây dựng ông cúng đi ông cốc, nó thật là trời tôi không có tiền thầy kêu ngay con ngại quá, đúng không? Hoặc là người ta kêu ép cúng giường đi ép, thì mình nói trời ơi thầy ơi con lúc này con kẹt lắm, chắc con hết dám đến chùa thì kêu con cái này cũng sợ quá, đúng không? Còn bây giờ người ta nói chung chung cái việc thiện việc tốt, rồi người ta vạch qua định luật nhân quả, người ta vạch qua cái vô thường, người ta vạch ra cái chết rồi không cảm thấy được gì, cho mình nhìn thấu rồi mình mới buông ra. Nhìn thấu buông ra thấy chưa? Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó hiểu rồi là tự nhiên con người ta biết tu phước tu duyên liền à. Nên chùa mình là đa phần là con người mở rộng tâm lượng,
Vì họ mở rộng tâm lượng là nhờ ông thầy hướng dẫn á. Chứ trước nhất bản thân mình phải đến với tâm rộng rãi trước đi. Nên ngày nào cũng vậy, thứ bảy chủ nhật này kia rồi quý vị, là ở đây mình tu là mình thấy mình vui. Còn mỗi ngày chia sẻ Phật pháp hai buổi, nghe với nó cỡ mở tâm tư chứ. Thật sự mà nói, có nhiều người nói nghe con vừa buồn buồn cái gì cái là thầy nói ngay cái đoạn đó luôn. Quý vị cứ nghe đi là nó có cảm ứng liền. Vừa buồn buồn hoặc là chồng la một cái đó, chồng la một cái mà buồn được là tự nhiên bữa đó nói gì chồng la. Ngộ ghê đó, trời ơi trời. Nó nên viết rồi đó, cởi mở tâm tư viết thì giống như mình có một cái sự nương tựa bình an à, có một điểm nương tựa rất là bình an. Chùa mình cấp Tết tới giờ đi hai người mở hàng trong tháng Giêng mà Bảo Tháp đi không à, chứ hộ pháp chưa, Đại Lâm chưa, ở đây cũng chưa. Không, tháng Giêng mà mở hàng gì thấy năm nay cũng đẹp, người nam người nữ thành cặp. Thấy chưa? Nhân Đức nói với vị nghe chứ, tất cả người trong chùa mình ai cũng có cái góc độ nhìn thấu dễ lắm. Tại vì sao? Quý vị đi về chùa mình tu, vị cần nhìn người già đi bớt cơm ăn thôi, mình còn trẻ mình cũng nhìn thấu được. Vì tương lai mình cũng già như họ, nhìn họ già để mà nhìn mình già, nhìn cái khổ của người già đi một chút, cái gõ gõ cái tay vô cái xương sống, đứng ở đau như sống. Nên những Đức thường nói những cái người mà nuôi người già, những Đức nói thông cảm cho người già khó tính. Không thông cảm cho người già khó tính sao nuôi. Rồi quý vị coi, lâu lâu mình bệnh đau một cái tay thôi mình còn khó khăn nè. Không, mà những Đức thì có cái tính là bệnh rất là dễ nha quý vị. Bệnh cái là mặt tội nghiệp. Mà lúc nào mà sắp sửa hết bệnh là mặt thấy ghét. Ừ, kỳ cục lắm, mỗi lần bệnh mặt tội nghiệp lắm. Bệnh nào ai đem cháo đồ lên nghe, ăn cháo với thầy đồ này kia rồi nói để đi, nói vậy sờn nghe nói tội nghiệp kinh khủng luôn quý vị. Vậy mà khỏe lên cái là để nó đi, mặt kinh kinh lên liền, kinh khủng vậy đó. Bởi vì thấy khỏe là cái mặt là biết thấy khỏe. Còn lúc nào mà bệnh lên chia sẻ Phật pháp nghe, bữa nào mà bệnh mà lên mà chia sẻ Phật pháp lên cố gắng. Thấy không, nghĩa là được con cái là khi bệnh hiền. Tại vì sao? Bệnh mà không hiền nên cho ta bỏ cho mà chết. Nên quý vị nhớ nghe, bệnh mà câu có khó chịu người ta lo làm sao, uống không vừa lòng không vừa ý là người ta bỏ cho chết. Nghe không? Đó, mấy bà già. Con cái nó lo cũng vậy nữa, mình tập dễ tính nghe. Đó, mình tập dễ tính đi, ai người ta cũng thích lo cho mình. Trời ơi, mình mà khó tính là người ta sợ dữ lắm, rất là sợ. Nó thật sự mà nói, thiếu tiền thiếu bạc chưa sợ bằng người khó tính. Cái người mà khó tính mà nó cái gì nó cũng mà gọi là nói này nói kia khó khăn, mình mệt mỏi gần người đó lắm. Nên những Đức nói rằng là tất cả người ở trong chùa mình á, mấy bà cụ già mà những Đức bào mòn giết bà phải dễ tính. Mà vậy chứ cũng còn vài bà cũng dữ lắm, không dễ nữa. Nên những Đức nói mà chủ nhật đồ này kia đồ mà như bên hộ pháp như ở đây thì ít nè, thì bây giờ thứ bảy còn lên được, chứ mai mốt mà đông rồi là cho Phật tử lên, chứ mấy bà già ở trong phòng bây giờ không có bà cụ trong chùa. Mà mấy bà cụ bà ưa có tính gì nè, bà nghĩ rằng chùa bà ở là chùa bà. Phật tử người ta đang ngồi vậy mà bà lỡ bà lấy cái mông bà đẩy người ta hắt người ta đang quên chậu chậu. Mà người ta mà nói bà là bà kênh á, ta nói bà là bà kênh, bà nói nè chùa ai. Gọi là chậu bà nói gì đó, bà nói là gì chùa bà đó, anh ở đây là ở tối ngày á, chùa tôi, cô là khách đến đây mà lạng hoạng, người ta đang ngồi vậy mà bà lỡ bà ngồi kế bên, bà làm lấy cái mông bà làm nè. Bà hắt người ta chậu là chậu. Bà lỡ bà nói bà cụ người ta ngồi sao bà lỡ bà hắt người ta kỳ cục vậy. Người ta ngồi bà, người ta cũng như bà, ta lỡ ta nghe pháp, mình ở trong chùa mình nhường cho người ta một chút đi, người ta từng thứ nhật nó mới đến lần và nhường người ta đi. Nó không thấy một phát ta ghét ghê, không có giỡn đâu nghe quý vị. Nên vì đi về chùa gặp mấy cụ vậy thông cảm, bà cụ gái ai ngồi trên được quay phim được á, nghe chữ tiết giảng mới vui phát. Quý vị phải thấy mấy vị ngồi trên nó lỡ hát vậy đó.
Ôi tội nghiệp tới ghê. Nên từ nơi đó mà những đứa cũng gầy hoài đó, gầy hoài nên bên hộ pháp là chủ nhật những đứa không có cho lên đó quý vị, không có cho lên ở trong phòng nghỉ ngơi. Ôi ôi, bây giờ bên hộ pháp mình là coi 329 người là thường trụ không, còn cộng tu mỗi ngày là hơn 100 người nữa, là tính ở bên hộ pháp là 400 mấy chục người quý vị, xuyên suốt luôn. Ngày nào của bên hộ pháp cũng là số lượng gì, có lúc tăng lên khoảng hơn 500 là đoàn đồ đến tu đó, hơn 500 là ngày nào cũng đi rang vậy luôn. Còn quý vị coi như đây bây giờ là 300, hơn 300 người là hai bên quý vị thấy vớt hai bên là thấy 700 nằm gọn trong tay rồi đúng không. Bên đại Tùng Lâm với Bảo Tháp là khoảng cỡ chắc gần 400, thì quý vị thấy cái số lượng người kinh khủng không. Nó mà cái mấy cái dãy nhà này mà xong rồi bắt đầu là số lượng tăng lên, bây giờ là người ta ào ào về đây nè. Nên những đức nói rằng bây giờ mình gặp Phật pháp mà mình gặp được cái ngôi chùa gì tuổi già đó, về đây ở tu đi. Nhất là cái lúc những đức còn trẻ này nè, cái lúc tuổi những đức còn khỏe này nè, mà những đức lo là chắc chắn, yên tâm. Tại vì những đức có tâm huyết này, cái gì chứ những đức có tâm huyết nuôi người già nghe. Không, nó đừng nói nuôi người già, nuôi người trẻ những đức cũng có tâm huyết nữa. Nuôi người là tu phái à. Những đức nói thiệt nghe, một là nuôi con người, hai là những đức lo cho người chết thì những đức rất là phái. Tại những đức thấy đây là một đời người rồi, mình cứ làm một đời người đi. Một đời người quan trọng nhất là khi còn sống được lo, khi chết được quan tâm cái chuyện hộ niệm. Hồi một đời người thê thảm nhất mà sống cả đời mà khi mà gần chết mà bỏ bê tha, nằm đó mà như trò thấy cái xác trơn trọi, không ai hộ niệm cho mình thấy một đời đi qua tội nghiệp quý vị ơi. Rồi phần nhiều đa phần vậy là chết đi đỏ chân rồi. Mình nhìn cái cảnh tình đó thằng thì mình đau lòng thiệt. Bây giờ mình đặt mình vào người ta mới bị nghĩ một đời đi qua vì thấy đau lòng không. Phật nói rằng được thân người khó được, bây giờ được có thân người. Thân người khó được, bây giờ có thân người. Vậy mà bây giờ có thân người mà để một đời đi qua mà gần chết như vậy vì thấy thê thảm không. Nên vậy đức nói cái công đức lớn vô cùng là lúc còn sống mà dạy người ta, nuôi huệ mạng cho người ta, và khi chết hộ niệm cho người ta. Nên hòa thượng làm phòng hộ niệm là những đức nói với vị, hòa thượng làm phòng hộ niệm là cái công đức vô lượng, nên đầu từ hiểu chưa, đúng chỗ. Nên những đức nói với vị, thí dụ như tu phước duyên thì ở đâu tu phước duyên, nhưng mà cái nơi mà nó đang phát triển lợi ích cho người ta là đầu tư vào mảnh đất này, gọi là mảnh đất phù sa. Nên mấy bà già trong chùa mà vô đây mà nói còn giữ tiền là có ngày tôi bắt. Phải lo hết trơn rồi mà còn tiền tu mới được. Nhất là đi tu rồi mà để tiền để dành, nói vậy nè, lỡ tu không được thì có tiền xe mà đi gì. Thế nào cũng đi gì à trời. Đã là đi tu thì chỉ có cái mạng à, đem cái mạng này ra cược luôn, đừng có nói vòng vo chứ nha. Chúng ta đem cái mạng đi cược quýnh bài còn sợ, chứ đem cái mạng mà tặng cho Phật A Di Đà để làm việc trong ngày thì không sợ nữa. Không còn một cắc bạc trong túi để những đức lo. Mấy bà cụ già mà vô chùa mình tu, mấy bà yên tâm đi, đồ đạc là chắc chắn có bạn, không bao giờ mà thiếu cái quần nào đâu mà sợ. Thật sự mà nói, bây giờ quý vị cái phước lớn nhất mà quý vị biết rằng là không có giữ tiền dưỡng già mà ở đây người dưỡng, không có tiền dưỡng bệnh mà khỏi bệnh, không cần giữ gìn tiền mua quan tài, ở đây những đức mua cho cháu ngon lành. Cặn tử nghiệp hộ niệm luôn, phi. Đúng là số 1 nha quý vị. Quý vị thấy cái cuộc đời người ta, nhiều người ta giàu mà người ta chuẩn bị tùm lum thứ cho cái cuộc đời người ta, chưa chết mà mua cái mảnh đất chỗ chôn để sảnh, mà đắt mắc lắm đâu, giỡn đâu trời, biết bao nhiêu tiền bạc mà nói. Vì mà mua cái chỗ miếng đất mà phong thủy tốt được để dành mà chưa chết, thì thấy không. Bây giờ mình đi vô chùa mình tu, mình không có tốn tiền phi lý. Đất nước gió lửa giả về cho đất nước gió lửa. Ở đây nó rộng, ai có đau chân thẳng chân ra không sao đâu, thông cảm. Hiểu không? Nên từ nơi đó mới bị biết rằng gặp cái duyên này nghe, mình con cái giới thiệu cho cha mẹ già, còn cha mẹ không đi mình ở nhà lập ngôi tam bảo cho cha mẹ niệm Phật, nuôi dưỡng cái huệ mạng cho cha mẹ. Cái việc làm này ý nghĩa dữ lắm. Còn tất cả các sư cô mà đi về đây yên tâm lo tu đi, khỏi cần đi đâu vòng vo nữa. Thấy không? Ai nói gì mà mấy câu kệ, miễn cuối cuộc đời hộ niệm với tôi được.
cái dòng do cho nó mệt đi đâu xa, hiểu không? Nó gặp ngay con người, nó có tâm nuôi con người ta. Những đức nó thật sự nghe cái gì những đức được, những đức muốn cho chúng được á, người như đức vậy đó. Mà nuôi con người là những đức nó thật sự nuôi tới bờ tới bến luôn. Tại những đức biết cái việc này thù thắng, không có việc nào thù thắng bằng cái việc nuôi con người đâu. Những đức nói thật sự, con người là người ta cần được lo nhất, nên mình lo cho con người là mình thấy đặc sắc nhất. Nên quý vị biết có người mà làm việc này đó nghe. Những đức nói mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê với bà đừng có ở ngoài đời cho nó mệt chứ. Mệt ngoài đời kẹt chẳng đã, mà có con thì bây giờ vô đây nó khó. Con nhỏ nhỏ bây giờ còn đi học được thì khó khăn. Chứ mấy cái bà mà chưa có con gì hết mà chồng nó bỏ mình, nó tôi lại với mày tôi cảm ơn. Hiểu không? Đi vô đây phước cho rồi đi, để phụ những đức người tay. Hiểu không? Kiểu sùng sồn nói chuyện nhau dễ. Hiểu hết rồi, hiểu không? Văn có cửa mà sợ gì. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà vô đây cùng nuôi người già. Thật sự mà nói bây giờ mình làm cái vai trò này mình rủ nhiều người làm. Một người làm được. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ ở đây sau này lập ra một cái ban mà gọi là nuôi người già khi yếu. Bây giờ quý vị nuôi người già thì người ta phải có bệnh chứ. Bệnh yếu thì phải có người giáo lao lo lắng cho người ta quan tâm, hiểu không? Chứ bây giờ mà toàn bây giờ hiện tại khỏe không có cái vị trí nuôi người già mà yếu á, thì mai mốt mấy bà già yếu mới đưa qua kia nó không có đúng. Nếu cái phòng hộ niệm này xong rồi là mấy bà cụ nằm yếu yếu á là xuống phòng hộ niệm nè. Để chi phải không? Chưa chết mà nằm phòng hộ niệm sẵn. Nè nói cái nó nói cái việc mà nằm phòng hộ niệm sẵn nó lợi ích cho vị nghe nè. Nghe rồi là phải nằm. Phải hiểu mới phải nằm nghe. Đừng có sợ. Cái phòng hộ niệm là cái chạm tiếp dẫn về cực lạc mà sợ gì. Mà cái nơi cái phòng hộ niệm đó, nó có cái quay lực lắm. Như phòng hộ niệm mới xây thì chưa quay lực đâu. Quý vị muốn có cái quay lực, có cái phòng hộ niệm hộ pháp á, vô là đi nhiều quá rồi. Từ khi mà nhận đức xuống đây tới giờ phòng hộ niệm đi biết bao nhiêu mà nó. Đại Tùng Lâm cũng đi nhiều lắm. Cái nơi mà nhiều người đi đó, nó có một cái quay lực. Quay lực gia trị. Hiểu chưa? Không mà những đức nói cho quý vị nghe nghe, người ngoài đời mà người ta chết đó quý vị, đa phần những đức hỏi người ta đều là chết xong là về báo mộng. Đa phần ngoài đời chết là về báo mộng. Gặp người thân, gặp nói này nói kia, đòi ăn đòi uống đúng không? Những đức nói quý vị nghe, đúng là mấy bà cụ trong chùa mình được rèn luyện, đúng là cao thủ võ lâm. Được rèn luyện lúc còn sống, nên khi mấy bà cụ mình chết rồi đó nghe, không có một bà nào mà léo hánh gì đây. Ôi, chưa từng nghe. Chưa từng nghe một bà già nào mà chết rồi mà nói mà về mà nói mà nói mà gặp mình hay là nói là báo mộng gì mà ngủ mà thấy gì chứ không giác luôn. Không biết đi đâu mất tiêu. Chắc đi về cực lạc chứ đi đâu. Thấy không? Đi mất tiêu chứ à. À. Lạ vậy đó. Mà quý vị biết rằng ngày xưa như đức trên Đà Lạt nghe còn có cái vụ mà mắc rồi xong á đi về giữ cái giường. Mấy lần như đức xử lý mà về giữ cái giường. Mỗi lần mà sắp người ta vô nằm cái giường, bởi vì con người mình nó chắc ghê lắm. Bởi vì đi vô đây mà những đức kêu xả tiền, không về nhà, không xài điện thoại là đúng là gặp cơ duyên để đời này giảng sanh. Chứ gặp mà còn tiền đi về nhà mà giữ điện thoại thì không có giảng sanh đâu. Khó tu lắm. Nó vừa tu ra cái là bắt đầu con nó điện, mẹ sao rồi mẹ? Cái mình trả lời là cháu có bà sao rồi? Hay không mình sao mà giảng sanh? Còn đây bây giờ không có bà nghe tin tức gì luôn, viết xóa sổ trong bộ não luôn, chỉ còn cái câu A Di Đà Phật à. Thành tựu dễ. Ngày xưa trên kia là còn xài điện thoại, còn đi về nhà nghe quý vị, trên Đà Lạt á chết xong một cái giường bình thường thôi. Như vậy mà chết xong lìa thiêu đồ sống hết trơn. Đưa người ta vô nằm cái giường đó, tối. Tối nó đứng ngay cái đầu giường mà ta nằm ngủ. Nó đứng mà mình thường làm sao ngủ nghe cái cảm giác. Cái người người ta chết rồi sao nó ưa bằng đồ trắng mà sao kỳ cục vậy ta. Lúc chết đâu có đồ trắng bằng đâu mà sao mà hiện hồn gì bằng đồ trắng đâu sao kỳ cục. Chắc này là cái quan niệm đáng sợ đấy nữa. Ha, đứng ngay cái đầu nằm đó quý vị. Đầu nằm đó phất phơ gió thổi. Kinh khủng thiệt chứ. Gió thổi phất phơ
Rồi cái bà này bà mở mắt ra, bà mới nhìn thấy. Nói, ủa bà là ai bà đứng đây? Nói, giường của tôi. Sao bà dám nằm? Cái giường thôi đó, giường của tôi sao bà dám nằm? Xong nói, ôi tàu thầy đặt chắc tôi vô đây mà sao giường của tôi là giường sao? Giường này tôi, giường của tôi. Bà đứng ra nghe, bà đi ra nghe. Sáng bà kia bà sợ quá, bà lỡ bà gặp như đó thầy. Hồi tối con đang ngủ rồi con thấy có cái bà, bà lỡ bà nói giường của bà kêu con đi. Nhưng Đức hỏi bà đó làm sao? Lùng cao mập ớm làm sao bà nói coi. Bà tả ra cho những cái bà lạng hoạng chết rồi còn đi giành giường. Lỡ ngay cái giường tại biết bà canh ngay cái giường. Lỡ ngay cái giường nói bà nghe. Bà ép. Nói với bà biết nha. Mỗi ngày giảng pháp nhắc nhở bà mà bà chết bà còn giành cái giường. Đi. Đi. Đi về cực lạc. Hoặc là ở đây cũng là lo niệm Phật chứ không có được lại giành giường nghe chưa. Đặt chắc vô rồi đó nghe. Từ đó thì sao không dám. Không có giỡn đâu nghe. Ừ. Cái vụ này là nhiều lần. Lúc trước có một người này tu mà nhiều chục năm quý vị. Như Đức kể câu chuyện này nhiều lần rồi. Một cái nhà vệ sinh. Trời trời. Bà xin làm cái nhà vệ sinh cho bà xin hoài thấy con nghiệp cho bà làm. Kế bên nhà xin xíu xíu. Bà mắc xong rồi quên thiêu cái y quý vị. Tối bà chở về bà nói nè. Bà nói với cái mấy cái người mà đưa đi thiêu bà nói nè. Sao cái y tôi sống đốt luôn đi mà để làm gì vậy? Xong á người ta đi vô cái nhà sinh đó ta đi á, ta rửa không sạch á. Tối mới gì bà nói vậy nè. Ủa đi vô nhà sinh tôi sao rửa không sạch? Đó là tu nhiều chục năm đó nghe. Cẩn thận. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu á. Đừng nói chuyện đùa nghe. Con người mà nó dính ở đâu là nó bám ở đó đó. Đừng nói chuyện giỡn. Nên chúng ta phải nghe gì để nó thông cái tâm mình nè. Ghê lắm, không phải giỡn đâu. Đây là nuôi người già nhiều keo nè. Nên nói rằng ở ngoài đời người ta không hiểu nha quý vị. Người nhà khi vừa chết xong một cái là lỡ động đậy nha. Nguy hiểm lắm. Đừng có nói chuyện giỡn chơi đây. Thấy rõ ràng nè bà cụ Diệu Nhân. Bà có tâm nguyện là mắc được hộ niệm và trong chùa, nhà chùa đưa lên đài quả táng. Mới có niệm có 5 tiếng con vô. Nói đưa bà gì? Quyết định đưa bà gì? Những đức vô, những đức nói cụ Diệu Nhân ơi giờ những đức thì làm ổn định. Nhưng mà con bà bây giờ nó vô nó đưa bà gì? Tùy bà. Đây là những đức làm hết lòng và khả năng hết mình. Còn nó quyết định đưa bà về đó là nghiệp chướng của bà. Việc chỗ Như Đức là xong rồi. Rồi bây giờ nó vô nó đưa bà về. Như Đức nói mấy đứa vô đây. Xá mẹ cái đi rồi đưa bà ra. Nó bước vô nghe. Nó lỡ. Nó vừa bước vô nó tự nhiên bên ngoài đời nó ghê lắm. Nhào vô. Mẹ ơi. Nó khóc kinh khủng lắm. Nó khóc vậy mà thấy ghê mà chết luôn. Mình ở trong chùa mình tu mình có khóc đi chăng nữa. Nó khóc cũng dễ thương nữa. Mẹ ơi. Con nói vậy nè. Mẹ ơi. Làm cái ghê chỗ là trời. Làm giả dối mình làm kỳ cục hơn cái gì nè. Nó làm mình ngồi đứng kia hết. Mình cứ hết hồn hoài à. Tại vì nó chơi như ca vọng cổ mà. Nó làm mình hết hơi nữa chứ. Nó giống như nó hết hơi nó dùng sức. Mẹ ơi, mình nó là nhỏ nhỏ xuống kìa. Mẹ ơi. Thứ khóc gì mà khóc vô duyên cái bụng mình nó khóc gì kỳ cục quá. Nó xạo, khóc kỳ cục. Cuối cùng cái gì biết. Nó vừa đưa cái mặt gần bả đang chết thì trong chùa mà thường nhắm mắt gì, miệng khép. Nó làm vậy làm như cái linh thức mà chưa đi, mới 5 tiếng chưa đi. Bởi vì nhà Đức nói nghe chết ở ngoài đời mà coi mà 2-3 tiếng đi liệm trầu kinh khủng lắm. Vì sao mà ngày xưa không lão vô tử nghe nói rằng là vì sao quằn 3 ngày để lại 3 ngày là sao thì biết không? Vì thương người thân. Vì có những người ta chết rồi ta sống lại. Hồi dương sống lại. Nên thương người thân mà để vậy đó. Hiểu chưa? Bây giờ mình 2-3 tiếng mình đi liệm đi rồi xong mình nói rằng là bây giờ ngày tốt cho con cái sao tốt vậy bà ơi? Mình vì mình mà sao tốt được? Mình không có gì cha mẹ. Mình vì mình. Mình vì ngày tốt cho mình làm sao tốt. Mình nghĩ cho mình tốt rồi mình quên cha mẹ. Vì làm sao mình tốt. Cái này 5-6 tiếng hộ niệm nghe. Mà con nó vô nó khóc lóc vậy quý vị.
tự nhiên bả gì biết không vậy nè. À, là trời thấy ghê thì kinh khủng không. Bây giờ quý vị cứ ngồi, quý vị bây giờ nhìn những đức bình thường nghe, quý vị là như là con những đức đi, những đức là người chết đi, mà con những đức nó lợn nó xạo nó khóc không, những đức đang đang được hộ niệm, đang nhắm mắt cũng chết mặt tốt tương đối. Xong nó lợn nó khóc khóc khóc, cái linh thức nó vẫn còn. A lại gia thức là cái thức thứ 8 á, là tiềm thức của mình nó vẫn còn, cái linh thức nó nằm ở trong cái lại gia thức, nó chưa đi hết. Thì vì biết rằng là nó làm gì thì động đậy, người ta nói rằng là cái dương còn không đụng đi dụng đụng thân thể, cái dương còn không được đụng vào, mà đồ đạc cái người mới chết cũng không được đụng vào. Họ chấp, họ tham, họ nổi lòng sân, họ đỏ, nên kỹ dữ lắm. Chứ đừng có nói còn ngồi hộ niệm là phải cách xa khoảng thước thước hai, ngồi xa vậy đó, chứ được ngồi gần, ngồi gần hơi thở thở vô cái thôi. Quý vị biết rằng khi mình sống như là bình thường, khi mình chết rồi cái linh thức mình nó yếu lắm, chỉ cần một cái tác động âm là mình giống như một cái sấm sét vậy, thổi cái như bão tố vậy đó, hiểu chưa? Thì ba hồn chính biến nó tản mát, nó không có được lợi ích. Thì quý vị biết rằng người ta phải ngồi xa khoảng mét hai để ngồi niệm Phật, mà hộ niệm nó ngồi nghiêm túc chứ không phải ngồi mà hoặc là chỗ lợn chắc. Cái này là kẹt lắm, cái này là lỡ thì phải chịu thôi, tại vì cơ thể thân tứ đại phải chịu. Chứ bây giờ đúng ra vô đó là quy tắc đó nghe. Còn ngứa là phải cố gắng, chứ không được mà gọi là không phải gì đâu. Vô hộ niệm mà gãi mà nghiêng qua nghiêng lại, nó động cả cái vàng của người ta đó. Cái linh thức nó rất yếu, chỉ cần động một cái là động cái cơ thể họ liệt, động tới tâm thức liệt. Nó kinh lắm chứ không có giỡn đâu trời. Mình nói là nghiêm túc vô hộ niệm, đây là việc mà gọi là cái việc quan trọng của đời người, hiểu chưa? Mình nghe mình phải nhớ, mình phải kỹ cái vụ này nghe chưa. Nên người ngoài đời không có biết, không có biết. Thì quý vị biết rằng con nó khóc gì mà bà đang nhắm mắt gì, vì nhìn những đứa nè đang nhắm mắt gì, cái tự nhiên chậu chậu bà mở con mắt ra, bà le cái lưỡi ra, nó lui lại, lui sợ mà ban ra nó lết. Thôi là chậu hồi đời nó nhát dữ lắm, nó lết, nó đi mà được nó lết không. Đi coi hồi đời khi người ta nhát, hồi đời khi người ta nhát rồi là người ta gặp ma ta lết không, đúng không? Đi không nổi, chân cẳng cứng ngắc, miệng kêu không được. Thì quý vị biết là nó lết, nó bò ra, nó lết ra. Mình đứng hỏi cái gì, cái gì? Nó lết trời là thật. Mình tưởng đâu, mình tưởng đâu chó dược đó là cái thứ gì kỳ cục, nó lào ra thì đứa lợn gà cho đứa nói cái gì, cái gì mà lết dữ vậy? Nó nói trời là thật. Người biết như đứa vô nghe thấy bà mà chính mắt thấy rõ ràng luôn, mắt bà mở vậy nè, cái lưỡi bà nè, trong bụng mình lo cho bà đó, mà mình mà còn xanh mặt chứ đừng có nói chi con cái bà. Mình vô mình cũng thôi, mình cũng gán cố gắng chứ mình cũng nhát, chứ mấy gan gì đâu, cũng nhát lắm. Thì nó thật sự mà cũng nhát chứ không phải không nhát, mình sợ bà ở đây bà, mình lỡ mà bà không vừa bụng bà đừng tức con bà đi, bà đừng bà bay là bà cắn ngón tay mình cái chậu là chậu mình chết luôn. Mỗi khi mình lỡ gần mình kế bên ưa dịnh dai đồ thương cái cụ mà, thấy không? Mà bữa nay mình thấy bà le lưỡi ra, mình thấy bà đang săn hẳn con bà. Ở đây bà gọi là che dặn cá chém thớt, sao bà chém mình sao? Mình đứng xa xa cách thước, cái gì bà cắn không trúng mình. Trộn bà thấy le cái lưỡi ra mình sợ, mình đưa cái tay về bạn gì bà chụp cái tay bà cắn cái rồi. Này cái này kẹt chứ lắm. Nên từ nó đó vì thấy kinh khủng chưa? Xong mấy đứa con nha. Ra ngoài xong rồi nó thôi vô. Đem bà về, sẵn đà hù đưa bà về, đem bà về rồi lo cho bà đi ở đây là xong hết trơn rồi. Quý thầy làm xong hết rồi, vô tự tặng liệm, tự liệm đồ hết đi nghe. Nó chắc thầy ơi lúc đó nó bị khan tiếng à, tại vì nó làm cho nó bị ép tim, sợ quá lết ra ép tim. Vừa mình vừa nói câu đó xong nói thầy ơi, thầy giúp con đưa thầy.
Thôi con không có dám đưa mẹ con về đó thầy hả? Kinh khủng không? Xanh mặt xanh mày. Bởi vì câu chuyện thì Đức kể mà từ giá chắc cũng chục lần. Cái câu chuyện bà này có chục lần. Để cho tất cả các con cái đừng có nói xem thường cái chuyện này, nghe chưa? Nó đụng đẩy vào là nó thật sự đang đẩy cha mẹ mình xuống tam đồ ác đạo đó. Chuyện nó chuyện giỡn chơi. Nên nó phải niệm Phật hộ niệm ít gì cũng 12 tiếng, bèo gì cũng 8 tiếng. Được chưa? Bèo lắm là 8 tiếng. Được được 12 tiếng, chùa mình vớt 24 tiếng luôn. Cái này là đặc biệt lắm quý vị. Nói mình đi đến đây mình nghe gì vui 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 vui. Nhưng mà mình thấy rằng là nếu như mà không hiểu đó quý vị, thì một đời có người sao mà lơ là quá. Đời người sao lơ là quá. Đối với môn tịnh độ này nó hỗ trợ mình lớn dữ lắm. Tại vì cuối cuộc đời cứ niệm Phật suốt cho mình. Ngoài tịnh độ thì khó lắm, cũng chơi trội lắm quý vị. Ngoài tịnh độ cũng chơi trội lắm. Chỉ có niệm Phật là niệm hoài được thôi. Còn bây giờ ngoài tịnh độ đã bắt Nguyên ngồi. Nguyên ngồi, ngồi ngay cái xác. Ngồi tới 12 giờ khuya nghe gió thổi. Ừ lắm. Trời là trời ngồi tới chưa có vô được mà. Chưa vô định mà bây giờ ngồi nó còn sợ chứ. Kêu ngồi mà giống như có người ta thì giống như thiền định. Nhưng mà thấy người ta đi hết chân nghe gió thổi tự nhiên. Cũng rung thấy mồ. Đừng nói chuyện giỡn chơi mà không có dám ngồi bằng đêm đâu. Cái kiểu gì nhát nhát ngồi mình cứ nghĩ ai sau lưng mình. Ngồi chú coi. Cái gì? Hiểu không? Nó kỳ cục vậy đó. Nên từ nó đó chỉ có pháp môn niệm Phật đó, niệm âm 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 niệm hoài vậy đó. Niệm ngày này qua đó ngọ niệm không được. Nó xây dòng cứ tiếng mấy nó làm tới nó cứ thay đổi làm hoài. Cứ ai với là Phật, ai với là Phật, ai với là Phật, ai với là Phật hoài vậy đó cho mình. Nó thì cái pháp này là cái pháp tù thắng. Nó lợi ích rất là lớn, sức ngoại hộp luôn. Sức ngoại hộp luôn. Ghê thiệt. Không? Nó nói chứ thật sự mà nói á, những đức cái gì chứ nói là nó đơn giản. Mà trong cái cuộc sống mà những đức gặp rõ ràng, chia sẻ cho quý vị nghe. Rất là nhiều người chúng ta quý vị à, trong cái cuộc đời này quý vị biết rằng mình lo cái chuyện mà về giàu sang quan trọng quá. Mà dành cái thời gian mà danh lợi nhiều lắm à. Có hơn nửa cuộc đời của người mình rồi. Mà bây giờ đi tu tu chứ cũng chưa buông được bao nhiêu nữa. Kỳ vậy đó. Nói hoài luôn mà không buông. Ngày tu đồ này kia thầy ơi nói thấy vậy chứ buôn bán thì sao mà buôn được, khách khứa quá trời luôn sao buôn. Không hay chưa ha. Đi về giờ bị suy nghĩ đi, bây giờ cái chuyện tu hành mà không cố gắng mình nhìn đi, mình bệnh có ai chia không? Tiền bạc chia. Những đức ở trong chùa thấy rõ ràng có nhiều bà cụ ba bốn đứa con, bà cũng có sự nghiệp, bà chia của cải chia nhà cho con mỗi đứa một căn hoặc là của cải. Chia xong rồi nó nói câu gì nè, tôi thấy bà không có công bằng đó nghe. Bà nói công bằng cái gì? Tao có nhiều tao chia hết chân cho tụi bây giờ còn công bằng không công bằng gì nữa. Sao cái thằng kia bà chia cho nó cái căn nhà mặt tiền, còn tôi bà cho cái nhà hẻm. Cái miếng đất kia là miếng đất tiền nhiều, bà cho tôi cái miếng đất đó, nằm tuốt trong hốc cà tó. Bán khó không chết. Bà không công bằng. Bà gom tất cả nhà đất lại bà bán hết trơn, bà chia tiền ra. Ai cũng bằng vậy chứ là công bằng. Trời ơi trời. Mình làm cực có của cải cho con mà con vẫn là không vừa lòng. Không vừa lòng với cái sự chia chác của mình luôn. Rồi xong ba bốn đứa con không phải ai cũng như vậy mà gặp nhiều trường hợp này lắm nha quý vị. Ba bốn đứa con xong chia xong hết trơn nói gì nè. Ví dụ như con trai thì còn con dâu, con gái thì còn con rể nói. Anh hai giàu được chia của nhiều, sao không nuôi mẹ? Mình chia được có bao nhiêu đó mà nuôi. Thấy chưa? Nó đùa qua, nó đẩy lại, nó hắt tới, nó hắt lui, nó hắt xuôi, nó hắt ngược. Già rồi đúng là thê thảm. Đúng không? Nó, ngày xưa thì còn con cò này còn bay đi tìm mồi đồ bay về. Ấm con được, đem mồi về túc 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 cho con. Con mở miệng ra con, hả miệng, mồi nè. Vậy mà bây giờ nó kiếm mồi được rồi, bây giờ con cò già này bay không còn nổi nữa. Nó đá cò, đá con cò ở đây, nó đá con cò bên kia, nó đá con cò qua nọ, nó đá trước, đá sau. Cuối cùng nó đá vào chùa Hộ Pháp.
Kinh khủng không? Kìa mới có ông bà dưới mới nhận kìa. Có ông bà dưới mới nhận kìa, mấy cô biết mà. Cái bà già mới cạo đầu tròn tròn bữa nay mặt hồng hào đó. Bây hổm là nó đưa vô xong nó để luôn giấy chứng minh quá hạn luôn. Rồi bây giờ giấy tờ biết đâu đâu. Xong bà mới vô bà không nói gì mà ở vài bữa mấy cô ngồi nói chuyện bà nói gì nè. Trời ơi, nó mà không đưa bà vô chùa thì nó giết bà chết quéo rồi cổ ngớ cung. Ôi là tao đúng là thê thảm thiệt. Đem vô bỏ luôn, đi mất tiêu luôn, không nói một tiếng. Nó có không có, nó không phải ít đâu nghe. Không phải là bà già nào cũng là phát tâm vô chùa tu đâu nghe quý vị. Cái người mà thật sự phát tâm vô chùa tu mà là giác ngộ ít lắm. Cái người mà hoàn cảnh đi vô chùa tu nhiều lắm. Nếu mà không có cái buổi giảng nhân đức mà bào mòn cái tâm đó, là mấy cụ buồn khóc suốt rồi. Đây nuôi người già nè, 11, 12 giờ khuya tôi đi lắm nè. Tôi là chơi giờ linh. 11, 12 giờ khuya tôi đi, tôi coi tình hình có làm sao. Có khi mà đi mà mình quá trang luôn. Quấn khăn đội cái nón chùm lại, còn hai mắt. Mình đi vòng vòng mình coi thấy mấy bà cụ ngủ nghe thì sao. Có khi mình đi lũi mình thấy một bà già đen thui ngồi ngay cái gốc cây. Mình cũng sợ, mình tưởng nó ma. Mình đi đến gần, mình coi thử là ai. Mình tự nhiên, mình vừa đến gần, mình nghe nó làm nè. Trời trời cái gì á. Thường ma mình đi mưa khóc thì biết không. Mình nói chứ không lẽ là ma, trời sao kỳ cục. Mình cũng, mình sợ nhưng mà mình ưa cái kiểu mà tò mò, mình coi cái ma thiệt, ma giả. Lỡ gào mình nghe. Con ơi sao đành lòng bỏ mẹ với con ơi. Đà người ta còn sống. Nếu mình ngồi kế bên, mình ngồi cụ, bà nói hả ai. Thì mình quá cha quá đâu thấy mặt mày đâu, sợ quá. Mình lỡ mình vỗ vai bắt cái nói cụ á ai. Nói thầy nè con. Ơi, đến nói chuyện với bà thì nói ra hỏi han cái gì. Tại sao mình cứ thuyết pháp hoài cũng được. Là cái tính này nó thích hỏi chuyện. Nhiều chuyện, nhiều điều nó hỏi. Nó hỏi nên nó giải tỏ được cho người ta. Hỏi này kia rồi, hỏi rồi xong giải tỏ chỉ dẫn người ta. Rồi xong bà mới đưa bà về phòng cho bà ngủ. Rồi bắt đầu là sáng đem câu chuyện đó kể cho mấy bà già khác. Nó từng câu chuyện mà kể ra, bắt đầu có người ta ở được ở trong chùa. Nó thông cái tâm, nó cởi mở cái tâm, nó được ở trong chùa. Chọn cái này là cái trường hợp này là như Đức gặp nhiều lắm. Không phải là cái chuyện mà giác ngộ đi vô chùa tu đâu quý vị ơi. Nhiều cái là hoàn cảnh nhiều lắm. 10 người là nó nằm chiếm ưu thế, 7 người hoàn cảnh nè. Nó đi vô chùa tu à. Nên cái người thế gian người ta nghĩ mình đi tu là giống như hết thờ quý vị. Thế thảm á. Ừ, đa phần luôn ta nghĩ đi tu là chắc là cái dạng ăn không ngồi rồi, làm không ra trò trống gì. Đó. Nên ví dụ như mình có con cái mà nó không hiểu đạo đó quý vị. Có khi con cái nó nói, ồ mẹ sao con thấy mẹ ngộ với mẹ. Sao mà mẹ có tiền bạc mẹ không xài đi, sao mà mẹ cầm tiền đó mẹ đưa cho mấy ông thầy. Con thấy mấy ông trẻ rồi sao mà mấy ông không làm ăn cái gì chứ với mẹ. Không làm ăn cái gì chứ mà sao mẹ đem tiền đưa cho mấy ông chi vậy mẹ. Nói vậy đó. À, nó có một lần ngồi kế bên luôn. Xong cái đầu bà mẹ bà cúng dường. Thằng con cái bên nói nè, thầy con hỏi thầy này, thầy đừng có buồn nha thầy. Để nói đâu có gì đâu, buồn hỏi đại đi. À, giờ con thấy thầy còn khỏe quá mà sao mà thầy không làm ăn gì hết trơn vậy thầy. Những Đức nói thầy đâu biết làm ăn gì đâu con. Mình chơi vậy luôn, mình nói vòng vo cho nó mệt tim nữa, hiểu không. Thầy đâu biết làm ăn gì đâu con, vô chùa thì tụng kinh gõ mõ thôi, làm ăn gì đâu con. Nhưng mà con nhớ có những việc thầy làm ăn con không làm được đâu. Hiểu không? Cuộc đời con người con ơi, có nghĩa là cuộc đời con người là có những công việc á mà người ta làm được mà con làm không được. Mà có những việc mà con làm được mà thầy làm không được. Nên chúng ta trang trải nhau mà sống. Cũng như cái chuyện đơn giản thôi. Mẹ con đi vô đây ở được mà mẹ con đâu có chịu ở với con. Là chuyện này thầy làm được mà con làm không được. Đúng không? Đó. Mình á, mình hạ cấp nhưng mà mình dãy một phát nó rớt. Hạ cấp mà dãy một phát rớt luôn. Rồi bây giờ con ở nhà con làm ăn cái gì?
rồi con nuôi được mấy bà mẹ. Thầy này chơi sốc á. Không làm ăn cái gì, làm giám đốc chứ gì, gì làm giám đốc mà nuôi được mấy bà mẹ. Im gu. Nhân Đức nói: nuôi một bà đúng không, nếu mà ngon ngon thì được hai, còn ngon nữa thì được ba. Nói làm gì mà mẹ nhiều dữ vậy thầy. Nói thì một bà mẹ đầu tiên cứ về, một bà mẹ thứ hai là chôn, một bà mẹ thứ ba là thêm nữa, đúng không? Con nuôi ba bà mẹ đó có chừng con nằm chèo queo đó con. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ xuống chuồng heo mà nằm, đúng không? Bây giờ con nói thầy không có biết làm cái gì, con vô coi bao nhiêu bà già thầy nuôi, bao nhiêu bà mẹ. Còn con làm ngon quá, con nuôi được mấy bà mẹ. Nên cái thông điệp này gửi đến cho tất cả những người hữu duyên nghe. Làm ăn được có tiền nhiều, nhưng hãy nuôi một bà mẹ mình cho thật tốt. Nhớ. Thí dụ như bây giờ quý thầy quý vị nhìn họ không làm ăn gì được cái gì, quý vị có tụng được hồi kinh như họ, có tụng bài chú như họ, có khi gia đình có người mắc, quý vị mời họ đến tụng hồi kinh đúng không? Quý vị phải đi mời đó nghe. Đó, quý vị coi cái làm ăn của họ có những cái mình làm không được, đúng không? Rồi bây giờ những đức không cần làm gì chứ, nhưng mà những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm bao nhiêu con người được lễ, những đức đem những buổi chia sẻ Phật pháp này bao nhiêu con người được nghe, rồi bản thân của mình đi làm như vậy mà mình nói cho được cho mấy người được lợi lạc, hay là mình chỉ có kiếm được một phần tiền nào để nuôi một người vợ và một hai đứa con của mình thôi. Nên có những việc mà quý thầy làm mà bản thân mình thật sự là mình không có làm được, nhưng có những việc quý vị làm mà quý thầy không có làm được. Không phải là quý thầy làm không được, mà chuyện đó quý thầy không làm, hiểu không? Nếu mà quý thầy làm thì quý thầy đi cưới vợ rồi, đúng không? Đó, nghe chưa? Nên Phật pháp nó có lý luận sâu sắc đó quý vị. Mình gặp những trường hợp không phải mình cãi cọ với người ta, mình chỉ lý luận là người ta nghe, người ta hiểu rồi. Tự nhiên cái đứa con nó bừng tỉnh lên, nó nói: ồ, cô xin lỗi thầy, thật sự mà nói trong quan niệm của con thật là tiêu cực thầy. Con nghĩ rằng quý thầy còn trẻ vậy, con tức mẹ con cứ cho tiền bả, mà bả không chịu mua gì ăn, nhưng mà đem tiền mà đưa cho thầy. Bây giờ con mới hiểu là bả hiểu hơn con, thấy chưa? Đó. Nên á, mình làm cha làm mẹ mà con mình nó có tư tưởng tiêu cực đó, mình nên dạy con mình nói cho con mình nghe, để cho con mình nó nghĩ nó tội lỗi á, nó nghĩ không hiểu nó tội, thấy chưa? Vì thấy cái câu giải đáp những đức cho vị nghe đó, mà nhiều người ta nghĩ vậy lắm quý vị. Nó mà cả bản thân những đức ngày xưa chưa đi tu cũng có cái nghĩ vậy nữa đó quý vị. Sau này càng đi tu mình mới hiểu ra, thì ra là con người mỗi người nó có phước báo quý vị ơi. Không có phước nó không có gì đâu. Khi nó có phước báo dày rồi, bị bỏ đâu này nó có đầu kia, bị bỏ đâu này nó có đầu kia, mà ta càng đưa cái tốt cho họ thêm nữa. Nên biết mình càng tu mình mới hiểu ra, thì ra trong mạng có phước thì cái gì nó cũng có, chứ trong mạng mà không có phước quý vị có đem đưa cho họ họ cũng xài không được, không có phước. Nên chúng ta phải khéo tu phước duyên. Nên đây những đức ngồi chia sẻ Phật pháp thấy có nhiều người cũng trẻ cố gắng tu phước duyên, còn khỏe làm được cố gắng đi, già khó lắm. Già mà tu á, nghe pháp bên này nó lọt bên kia, bên kia nó lọt ở bên nọ, cuối cùng nó lọt mất tiêu. Còn mình còn trẻ, mình nghe mình tồn động là mình hiểu được, mình duy trì được, nên nó lợi ích rất là lớn cho cuộc đời của mình. Nó nên quý vị là trưởng đoàn, những vị trưởng đoàn khắp nơi nơi nghe, sắp sửa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, phát động chương trình đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, giới thiệu chương trình đồ kịch liệt lên. Như những đức vị thấy không, phát động thấy không, nghe một cách là hực cái tâm. Bây giờ có nhiều người trưởng đoàn ngoài miệng ngoài nói bây giờ chuẩn bị nghe lời thầy nghỉ một tuần luôn không, nhưng nói thật sự nếu nghỉ được chơi 6 ngày, một ngày 17 dưỡng sức, 18 vô cuộc thấy không, 21 xong rồi, 22 nghỉ ngày. Vậy đó. Nên phải như vậy đó quý vị, biết rằng chứ đừng có hối hả. Đi tu hối hả làm gì? Làm được sắp xếp nghỉ đi. Đừng có sợ bị đuổi về chùa. Bây giờ Vinh Đức nói với quý vị nghe kìa. Bây giờ chồng mà nói lạ hoạn,
Ông không nói nữa nha, ông nói nữa là tôi tính đó. Mà tính cái gì? Mà tính cái gì? Tôi bây giờ tôi nói thật sự với ông á, với tuổi bốn mấy này, tôi cảm thấy cuộc đời của tôi cũng ngao ngán dữ lắm ông ơi. Cứ tiền bạc hoài, tôi thấy mệt mỏi ghê. Nên tôi đi về chùa tôi thấy tôi bình an quá. Có khi tôi nghĩ cũng tội nghiệp với ông, để bây giờ tôi xin ông tôi đi vô chùa. Dám không? Dám nói coi đó. Dám không? Sợ không dám. Sợ không dám nghe, ví dụ như la gầy mình nói mình này kia đó. Mình này cũng làm hết lòng, mình làm người vợ hiền đàng hoàng cố gắng mà. Cứ nói này nói kia mình hoài, khó chịu quá. Có những khi mình không phải là câm miệng hoài được. Có những cái mình không phải hổn, nhưng mà nói nhẹ nhàng thôi. Tôi thấy cuộc đời tôi sao khổ quá mà. Từ khi có gia đình tới giờ tôi thấy khổ nhiều lắm. Nên bây giờ tôi biết Phật pháp rồi, hình như là đối với tôi là cái nợ đời nó sắp hết ông. Trời trời, mà nói gì hả? Mà nói nhẹ nhẹ mà nó đi sâu rồi, nó thấm ghê lắm, hiểu chưa? Nếu mà ông không thương tôi nữa thì thôi ông để tôi đi vô chùa ở luôn được không? Nói một câu, tại vì cái câu này phải tính cho kỹ nghe. Một là nó nói ừ là đi liền, tại vì mình muốn luôn mà, chứ đừng có dọ nghe. Dọ mà nó nói ừ mà ở lại là quê lắm. Từ đó sao nó dằn vặt cho mà biết. Nên câu này phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một là nó cho đi, đi luôn. Hai là nó kêu ở lại, thì từ đây về sau anh phải hỗ trợ em cái chuyện tu hành. Em sẽ làm hết lòng chuyện gia đình, làm vợ đàng hoàng. Em đi không mắc một miếng thịt nào đâu, đừng có sợ. Em càng đi chùa mà thịt nó càng nhiều mà. Đúng không? Nên từ nơi đó mà anh cản cái gì? Em càng đi chùa em càng hiền mà. Mấy bà hiền đi, mấy bà đi chùa mấy bà càng đi càng hiền đi, thì người ta tin tưởng tôi. Còn nếu bây giờ mấy bà đi chùa về mấy bà hung dữ với chồng, nó nói ông thầy Đức dạy cái gì? Dạy cái gì mà bà về mà hung dữ với tôi, bà hổ với tôi, bà chữ cha chữ mẹ tôi, đi tu mà vậy đó hả? Xài xỉ tôi hoang trai kể tôi, tại sao bà nói tôi đọa đi ngủ? Tôi không niệm Phật kể tôi, bà niệm đi. Tại sao bà nói tôi là cái thứ nhất xiển đề? Đề là cái gì đề? Hiểu chưa? Mình hiền đi, mấy bà cứ hiền hậu đi. Chồng la không có giận, không có đổi sắc mặt, không có ụ. Thấy không? Chồng la mình cái mặt mình dễ thương. Chứ đừng có mà la một cái nó thấy ghét rồi, thấy chưa? Tu gì mà kỳ cục với tu cái mà nói tới cái mặt gì nói cái con nó đi. Nó không được, không đúng chút nào chứ. Mình tu là mình nhẫn, mình tu mình nhẫn là người ta không tu. Nên người ta la mình cái mặt mình bình thường, mình dịu cái mặt xuống. Chứ đừng có mà la một cái gì. Coi không được rồi, thấy chưa? Nó coi không được rồi đó. Nó vậy bây giờ á, mình hiền đàng hoàng, mình làm hết trách nhiệm mình đi. Rồi cứ nói mình hoài, cứ nói chuyện tu hành hoài, mình chặt mình nói lại vài câu cho nghe. Nếu bây giờ mà ông cảm thấy ông không chấp nhận tôi thì thôi ông để cho tôi đi chùa đi. Tôi vô chùa tôi ở luôn trong chùa. Tôi cạo tóc nè. Hiểu chưa? Xong nó nói thôi được rồi, thôi. Tôi nói vậy thôi. Bà từ hôm nay bà đi tu đi, chủ nhật bà đi, thứ bảy bà đi đi. Tôi nhà tôi lo hết cho bà. Tôi không có nói bà nữa. Nó ông nói tôi nữa kìa. Ông nói nữa tôi cạo đầu thiệt. Hiểu chưa? Nó... Nhưng mà phải tính trước nghe. Nếu mà nó nói, nếu mà chồng nó nói nè, được bà đi đi, thì lúc đó trời trời hôm nay ông kêu tôi đi thiệt chứ đã. Này thất bại rồi, thấy chưa? Thất bại chị Đức nói hai con đường, là cho cũng được mà ở nhà cũng ngon. Tính hai con đường này tính luôn. Nếu gan dằn vặt hoài, nói nhẹ nhàng mấy câu nếu không ông buông tay tôi đi, ông cho tôi đi tu luôn đi, tôi nói thiệt, tôi thích tu. Tôi đi vô chùa tôi tu, chứ tôi không đi theo thằng nào đâu, đừng có sợ. Hiểu chưa? Nó vậy đó. Mà nếu mà kêu ở lại thì ông phải có cái việc mà ông phải chấp nhận cho tôi để tu hành rồi. Niệm Phật rồi cái này kia, tôi đi chùa rồi, ông phải cho phép tôi. Còn những ngày tôi ở nhà tôi hết lòng lo con cái gia đình, tôi làm vợ tròn vẹn hết trơn, cái gì tôi cũng tròn vẹn hết trơn. Tôi chiều hết. Chiều hết, thấy không? Nói tu cho chiều lắm, chiều hết. Tại vì mình hiểu trả nợ mà. Mình đã hiểu trả nợ mình phải chiêu. Chứ đâu phải mà mình tu thì cái chuyện của mình tu, còn nó đâu có tu. Mình ăn chay chứ nó chưa có ăn chay. Hiểu câu ăn chay không? Hiểu chưa?
Hiểu không? Nên từ nơi đó bây giờ mình ăn chay, nhưng nó chưa ăn chay. Thì bây giờ nó muốn ăn mặn thì mình cho nó ăn mặn. À. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mở rộng ra nghe. Đó thì mấy bà mà vậy thì mấy bà làm tròn trách nhiệm hết rồi. Đối với chuyện làm vợ mấy bà tròn trách nhiệm, tròn trách nhiệm hết chưa? Vì những đức nhắc nhở gì đó quý vị coi á, đối với cái chuyện gia đình quý vị về áp dụng Phật pháp vào gia đình quý vị rất là đặc biệt. Chúng ta bây giờ biết tu rồi, tin hết hoàn toàn nhân quả. Đến với cái cuộc đời này thật sự mà nói nó vô thường lắm, nó đi bất tử lắm. Nên chúng ta sống làm sao mà ngày nào cũng vui đi quý vị. Đừng có buồn nghe, đừng có buồn để sống nghe. Nó dù gặp nhau chưa có cho nhau một cắt gì đi chăng nữa, nhưng mà đừng có buồn để sống. Gặp nhau một cái, gặp nhau một cái, chào thầy, ai gì đâu Phật, chào con, ai gì đâu Phật, vậy cũng cảm thấy thích thú rồi, hiểu không quý vị? Gặp nhau cười một cái là thấy hay rồi. Nó chứ đừng có mà kiểu mà gặp nhau mà buồn khổ chán nản này kia, đã nghe hết trơn rồi, đừng có buồn nữa. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, hiểu không? Đó, thiếu món nợ này ở trong cuộc đời này, cái nợ nào trả nợ nấy, trả đi để về cực lạc. Trả đi để về cực lạc. Không trả nợ ở đây thì trả tam đồ ác đạo. Không trả ở đây thì trả tam đồ ác đạo. Mà trả ở đây á, nó nhẹ một ký. Trả tam đồ ác đạo nó nặng á, ngàn ký. Trời ơi, cái câu này thôi không giải thích nổi cái chuyện ở trong tam đồ ác đạo nó khổ đâu. Nên quý vị tụng trong kinh Địa Tạng rồi quý vị thấy không? Mà nói đến cái việc mà gọi là địa ngục là cái nghĩa là khóc không chịu nổi. Giống như vua Lý Thế Dân mà ông đọa địa ngục, mà hỏi địa ngục sao là ông khóc không? Quay, quay. Khổ quá. Quá khổ rồi, hiểu chưa? Nên bây giờ mình ở đây mà bị chồng đánh chồng chửi một chút nhẹ sơn, biết tu rồi chả vèo làm đi. Ngày xưa mà nói đụng tới một cái là kênh liền, bây giờ chửi một phát hung nó miếng vô mặt, lấy nó miếng rửa thử coi sao. Mình muốn giảng sanh mà muốn giảng sanh mà quýnh cái tát vô mặt, ai với đầu Phật, tát vô mặt, ai với đầu Phật. Xong đó bà làm gì gì cái kia mà niệm Phật hoài, quýnh mà bà niệm Phật hoài, muốn giảng sanh mà. Thấy không? Thì tôi muốn giảng sanh mà chứ làm gì. Xong vừa nói muốn giảng sanh, búp, muốn giảng sanh mà. Trời ơi, quý vị mà như vậy thì sao? Những đức nó thật sự nó đánh không nổi nó đâu quý vị à. Đánh không nổi nữa. Bây giờ đem cái mạng này trả luôn, xả cái mạng luôn để về cực lạc luôn, dám không? Cái bà vỗ tay lắm rồi tôi đụng đụng chặn là thấy nhát hít. Hiểu chưa? Nên từ đó, đó nghe cái người niệm Phật giảng sanh là phải ghét. Ghét chứ nó không có nhát được. Nghe không? Nó quý vị coi bây giờ ở đây đông y nhưng mà như đức rủ quý vị về thấy không? Như đức có bao giờ nghĩ mà hết gạo không? Không. Chúng ta hết gạo một phát coi cái lòng người sao. Nó uống nước lạnh không thử coi vui không? Trời ơi, qua cái trận dịch bệnh mà bên kia bệnh với bên đây đúng là tình cảm sâu sắc. Đúng là thấy đẹp thiệt tình người. Như những đứa bị dịch nặng nè, dịch chúa nè. Dịch chúa nè. Bị dịch thở không nổi nghe. Niệm Phật không có dễ đâu nghe. Ai gì đâu Phật. Ai gì đâu Phật. Vậy đó. Vậy mà mấy chú là mấy ông lao mình không bịt khẩu trang gì luôn. Lao. Chào chào, đúng là tình cảm đặc biệt thì cả chùa sống với nhau vậy đó, thấy không? Tình cảm chưa, chứ gặp mà gọi là nó không có tình cảm chân thật quý vị. Đến gặp mình cũng không dám, mình bước đến gặp gì á, dịch xích ra không, chứ làm gì có chuyện lỡ lao mình không bịt khẩu trang luôn. Quý vị thấy cái tình cảm này sâu sắc không? Còn bây giờ quý vị kiểm qua đi, kiểm qua trong cuộc đời đi, gặp những trường hợp gì đi,
Có những bà già nói: con ơi con, mẹ muốn ở nhà niệm Phật, mẹ không có muốn đi vô trong đó bị cách ly đâu con ơi, con ơi. Vậy mà mấy đứa con: không, bà phải đi, bà ở đây là lấy cả nhà này chết thật. Mà bà mẹ năn nỉ, năn nỉ được cái nhà niệm Phật. Còn cả chùa mình thí nghiệm rồi quý vị, hoàn toàn niệm Phật. Chỗ tình cảm này thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này chết cũng vừa bụng. Thật sự luôn, vừa bụng. Vì thấy trong nguyên cái mùa dịch, nhiều Phật tử ở đây đã từng vô chùa ở tu trong cái dịp mùa dịch mà. Vì thấy không? Rõ ràng ở trong chùa mà. Hỏi quý vị thấy sống nhau không? Có dính dịch, có dính bệnh, nhưng mà sao? Hết trơn, hết trơn bệnh. Như bản thân vậy đó là không có chết với sinh gì nè. Nên có cô cũng nói: công nhận thầy may mắn thấy ghê. Hỏi sao may mắn? Bệnh mà may mắn. Nói: thầy không chích với sinh. Hỏi sao à? Nhiều người chích bây giờ quên tùm lum. Thầy nhớ dài ác đạm mới tạo là tạo. Đúng là trong cái rủi có cái mai. Không biết sao mình gan mình núp, kêu chích nó, ôi không đi. Cuối cùng qua chân đâu có chích mũi nào. Bây giờ cái đầu óc quá thông minh, kỳ cục. Chuyện còn nhỏ mới đẻ rồi nhớ hết trơn. Chỗ là trời xong. Ông quý vị biết tự nhiên sao nó nhớ là hết trơn. Vì chuyện ngày xưa làm sao làm sao, cái gì nó nhớ hết trơn. Lên chia sẻ Phật Pháp là nó nhớ sạch. Cái gì mình nhìn qua, đọc qua nhớ. Chắc là cái đầu này bây giờ đang phát triển, không bị thuốc này thuốc kia chồng quý vị, hiểu chưa? Còn quý vị chích nó có khi bây giờ bị quên. Nhưng Đức nói quên gì quên nghe, đừng có quên niệm Phật nha mấy bà. Thấy chưa? Quên thì quên, đừng có quên niệm Phật nghe. Nói ví dụ như, nói bây giờ, nói với chồng á: anh, sao từ khi chích thuốc tới bây giờ, sao tình cảm em không còn như xưa với anh? Dựa vào cái chỗ đó đó, vì sao em làm như bị quên anh sao ngộ lắm. Hiểu không? Có chuyện này chuyện kia nói: sao quên mất tiêu quá. Cái kiểu này mà thiếu nợ người ta đó lỡ đòi nói: Ủa chị thiếu nợ hả? Sao không có nhớ nghe. Từ khi bị bệnh giờ tự nhiên kỳ ghê á. Sao quên mất tiêu. À chị thiếu hả? À thiếu nhiêu. Quên mất tiêu rồi, nó thấy chưa? Trời ơi, vì thấy bây giờ không? Cái đầu này đỡ ghê. Nó nhiều cô gặp như Đức nói công nhận, thầy may mắn. Nếu như mà gặp coi ba cái chùa này mà bốn đạo tràng này mà gặp thầy quên hoài chắc chết mấy bà già. Thấy không? Nhờ vậy mà nhớ hết trơn quý vị. Công việc gì nhớ, khỏi cần ghi sổ, rẹt. Tiền đưa bao nhiêu, gỡ bao nhiêu, rồi sau tiền gì nhớ hết trơn. Không bấm máy bấm gì chứ. Quý vị biết rằng viết nghe cộng trừ nhân chia nhanh cái ghê trời. Mấy cái bà cầm máy tính kịch, vừa bấm chưa xong thì Đức nói con số. Trời ơi, thầy tính hồi nào ghê vậy, nói không biết sao tính mau quá. Niệm Phật như tính mau quý vị. Với cái đầu nhà Đức không có dùng điện thoại cảm ứng, không có dùng máy tính, thì cái đầu nhà Đức phải tính chứ, hiểu không? Rồi thiết pháp phải tính, tính thiết pháp kịch liệt. Ngày 3-4 buổi cái đầu óc viết nó giống như nó được xông ốp câu ai với đạo Phật quý vị. Nên giảng hoài mà người ta ngồi được nghe. Hôm qua Nhân Đức gặp một cái cô này, cô nước ngoài về, 68 tuổi. Mà cô thường mỗi ngày nghe mình chia sẻ Phật Pháp. Cô nói cô sống vui lắm. Và con người sống giống như không có những cái áp lực gì nặng nề để trong tâm. Nhìn cô 68 tuổi mà mình nghĩ chắc chừng 48 đồ này kia tuổi này. Trẻ vậy đó quý vị. Nhìn không đoán được tuổi đâu, trẻ lắm. Thì ra là một con người mà sống không có bị cái áp lực nặng nề vì vật chất. Rồi mình không có buồn giận hay để trong tâm.
nói chuyện thì rất là hịch hạc, rất là tự nhiên nha. Mà một người vậy mình gần gũi mình nói chuyện mình cũng thích nữa. Nói chuyện là thấy thích liền, tại vì họ nói chuyện rất là hịch hạc tự nhiên, muốn nói gì cái nói câu tự nhiên, nó không có kiểu như mà đón trước đón sau gì, nó mệt mỏi. Tự nhiên những đức mà nói chuyện những người gì những đức cũng thích, thích nói chuyện những người mà đừng có mà đón trước đón sau rồi nói mà kiểu như mà dò này dò nọ mệt lắm. Cái gì gặp càng nói thì cứ nói hoạch tẹt rõ ràng phức cho rồi, mất công dòng do tam quắc nó tốn xăng. Em mới biết đó không, cái cuộc sống bây giờ nó đã bận biểu lắm, tìm cơm ăn áo bận đã khó khăn mà cứ dòng do tam quắc chỉ cho nó mệt. Cái gì cần thiết thì vô đề thẳng đi, được không được rồi thôi. Nó khỏi mất thời gian, phải không? Nên từ nơi đó mà mình gặp những người như vậy, mình thấy người ta trẻ lắm nha, rất là trẻ. Vì thì những người chúng ta muốn mình thời gian trẻ lâu thì mình phải có cái tâm gọi là vui, hoan hỷ, đi đâu cũng cảm thấy vừa lòng vừa ý đi. Đừng có mang cái tâm không vừa lòng không vừa ý, hoặc là buồn ai cứ để trong tâm cứ dằn vặt mình hoài. Buồn người ta là dằn vặt mình, hiểu chưa? Nên cái đại học này mới là Phật Pháp áp dụng trong cuộc sống nhân sinh. Thì giờ Phật Pháp dạy là dạy con người trong cái cuộc sống này, trong mỗi một cương vị, mỗi một công việc đều Phật Pháp áp dụng vào. Nếu như áp dụng Phật Pháp vào thì nó thông được cái tâm, nó giải mã những cái sự buồn phiền khó chịu, và hiểu sâu về định luật nhân quả nên không có trách người làm gì. Thì mình biết rằng mình gieo cái nhân gì, mình chịu quả báo gì, bây giờ trách ai cái gì bây giờ. Nên tất cả chúng ta đang khỏe sơ sỏi vậy, tự nhiên bệnh chúng ta nói sao kỳ ông trời, sao kỳ á, sao tự chúng tôi đang khỏe là bệnh. Rồi có những người mình đang khỏe tự nhiên đang khỏe cũng chết rồi, mình nói sao kỳ cục của người, sao tự nhiên chết thì chết mà trẻ gì mà chết ông trời, sao ông kỳ cục ấy? Không có mắt hay sao mà tự nhiên người ta đang sống khỏe gì tự nhiên chết. Nhưng mà mình hiểu về định luật nhân quả thì mình tin con người nó có số mạng. Quý vị, có những người con người nó số mạng đến rồi, quý vị nhìn họ rất khỏe nhưng mà tự nhiên ngủ đêm chết, hoặc là rất khỏe đang đi vậy dấp té đụng cái đầu vô cái luôn cái bụp chết queo. Còn có những người mà thọ mạng chưa hết, xe tông cái rầm rớt vô hàng rào, dội ra rớt vô cái cây, dội ngược rớt xuống sông cái chụm. Lội lên đi bình thường không chết theo gì chứ. Đó là thọ mạng chưa hết, thấy không? Thọ mạng chưa hết sao chết? Còn khi thọ mạng nó hết rồi, nó chết kỳ cục mình thấy. Mà trong cái cuộc đời này nhiều người chúng ta thấy rõ ràng mà. Có những người mà bệnh nặng thấy ghê mà không chết là không. Còn có những người bệnh nhẹ sơn mà chết. Có những người nổi cái một chút xíu vậy đó, thấy bình thường tự nhiên chết. Vậy thôi. Như ngày xưa những đức có ông anh thứ hai, ông nổi mụn chút xíu à, ngay cái cổ mình chút xíu à, cái đưa xuống bệnh viện cái người ta thấy một cái chút xíu chứ không sao, mà tự nhiên người ta lấy ngay ổng ra mổ thí nghiệm. Mổ ghê, bao nhiêu con người không mổ thí nghiệm, mổ ngay cái ông này, lấy ông ra mổ thí nghiệm. Tự nhiên ngay cái ca bệnh ông này ta lấy ra mổ thí nghiệm, mà ngay cái mục ổng là cái mục độc, cái kéo chứ cần dao chứ cần đụng nhẹ vô cái thôi là bắt đầu nó phát triển rất là mau. Thì vì biết rằng là phạm nhẹ vô cái thôi, một tháng rưỡi sau từ cái mục nhỏ bằng ngón tay út gì mà nó bự bị lớn nè, nó bự bị lớn luôn. Rồi bắt đầu là nó rút cơ thể của anh từ ở dưới nó rút lên hết lên trên đây, nó càng ngày bự to ra, rồi người nhìn như là người gì ấy, kỳ cục lắm, rồi đi đến cái chết luôn. Mà từ cái một mụn nhỏ xíu thôi mà thành cái gì đó. Nên quý vị thấy trong cái cuộc đời này nó bất chợt đó. Nên chúng ta hiểu định luật nhân quả, chúng ta không có khổ với trong cái cuộc đời này nữa. Bây giờ chúng ta khỏe chúng ta cứ sống với khỏe, chúng ta bệnh chúng ta sống với bệnh, chúng ta đẹp chúng ta sống với đẹp, chúng ta xấu chúng ta sống với cái xấu. Chúng ta được chồng thương yêu thì sống với chồng thương yêu, còn chúng ta bị chồng đánh thì sống với cái kiểu chồng đánh, còn chồng bỏ thì sống với kiểu chồng bỏ, hiểu không? Còn không có chồng thì sống theo kiểu không có chồng. Kiểu có chồng là kiểu gì? Kiểu có chồng là cái kiểu sống tự do, hiểu không? Mình muốn đi chùa thì đi chùa,
Mình muốn đi tu thì đi tu, mình muốn đi chơi thì đi chơi. Không có chồng mà. Hiểu không? Có ai ràng buộc quý vị đâu. Vì là người quyết định, không có chồng, không có con thì quá tự tại. Nhưng mà không nghe được Phật pháp đó, thì không có chồng, không có con thì cảm thấy cô đơn, buồn, cô đơn và tức tối, khó chịu, bực bội. Nên nếu mà cái người mà không chồng không con mà họ nghe Phật pháp, họ dễ tính lắm á. Họ dễ tính và họ thấy họ là người giống như không có nợ nần đàn ông. Còn nếu như mà mình mà sống với cái xã hội người ta không hiểu á, mình không có chồng, không có con, người ta nói mình là thứ ác ôn. Nó nói là cây độc không trái mà gái độc không con. Vì mấy bà sư cô chắc độc lắm. Có con đâu. Nhiều người đi tu từ khi còn trẻ, người ta có chồng có con gì đâu, đúng không? Nên con người người ta nó không có nợ đàn ông, nó không có nợ con cái, chứ không phải là độc. Nhưng mà bản thân của mình á, không nghe đạo rồi có khi không có chồng không có con mà lại khó tính. Quý vị để ý thì khi mà mình có chồng vào một gia đình đó, mà gia đình đó có còn chỉ chồng hay gì mà không có chồng con gì chứ. Trời, có khi mình làm dâu mà với mẹ chồng dễ mà gặp bà này khó. Bà này bà chào bà chăm chích, bà nói này nói kia nó khó, chẳng ai phải cụ. Vì suy nghĩ đi, mà tại sao mà gọi là không có chồng mà khó? Không có chồng cứ nghĩ mình là người nghiêm túc, người nó đặc biệt, rồi thấy vợ chồng người ta giỡn giỡn cũng thấy bực mình, gọi thành cái khó. Tại vì bản thân của mình nó không có. Đó là gọi là không hiểu đạo. Không phải là không muốn có, mà là không có. Hiểu chưa? Nó. Còn nếu như quý vị mà nghe đạo rồi thì nó giải mã cái tâm không có, là do mình không có nợ. Mình không có nợ thì mình không có. Vậy thì mình thông cảm cho người ta khi người ta có duyên có nợ nhau, ta thương yêu nhau, mình mừng giùm cho người ta, thì tức khắc cái tâm trạng con người mình vậy thì nó cởi mở, nó rất là dễ tính, rất là dễ thương. Dù mình không có chồng có con nhưng đi đâu cũng có người thương yêu, có người giúp đỡ, ai cũng muốn nuôi mình chứ. Còn mình chẳng khó khăn còn hơn cái gì nữa, thì bây giờ ai đâu mà chịu nuôi mình. Trời ơi, khó nó chịu nuôi đâu quý vị ơi, ai mà đi rước cái bà khó gì nuôi. Thật sự mà nói chỉ có những đức thôi, rước thí rước đại đem gì, không có coi dãy coi gì chứ, cái đụng đâu lụm rước đem gì á. Thấy không, khó dễ cũng đem về đây. Nhưng mà chùa mình á, nó là một bộ máy bào mòn gai gốc, khó cái nào khó vô chùa mình thời gian cũng phải dễ. Nên mấy bà cụ bà nói những đức rằng là nanh con có dài cỡ nào thì thầy cũng cắt được. Bà nói như thế vậy đó. Từ nơi đó vị biết rằng là ngày nào những đức cũng nói giết rồi, nó rụng mấy cái gai gốc hết. Thấy chưa? Nói hoài bào, cái gì bào hoài bào mày xuyên mà. Ngày nào cũng nói, lúc thì nói mạnh, lúc thì nói nhẹ, lúc thì vuốt ve, lúc thì nói giống như xúc động, xúc cảm trong lòng mình. Trời, nói đủ cách. Vậy mà giết từ từ rồi nó chuyển hóa cái nghiệp của người ta. Nó giống như bây giờ quý vị coi, sắp sửa tới lễ Viếng Quan Âm, buổi giảng nào những đứa cũng nhắc, thấy chưa? Làm cho người ta, mà có nhiều người nói rằng là thật sự chứ thầy con bận con không đi được luôn, nhưng mà thầy nói giết rồi con phải tìm mọi cách để đi. Không phải đơn giản nha. Thì mình hiểu rồi, mình hiểu cái phàm phu mình là chúng ta phải cần nỉ non, phải cần nhắc nhở họ mỗi ngày. Nên có người hỏi Nhân Đức rằng là nghe pháp và niệm Phật điểm nào quan trọng. Nhân Đức nói người xưa thì niệm Phật quan trọng hơn nghe pháp, còn người nay là nghe pháp quan trọng hơn niệm Phật. Người xưa căn tính ta cao lắm, vì chỉ cần nghe qua một lần là người ta nắm là người ta tu luôn vậy đó. Người ta không cần nghe nhiều đâu, là người ta tu luôn vậy đó, kiên nhẫn lắm. Nhưng người bây giờ thì chúng ta rất dễ dao động, chúng ta lang thang, tứ tung lang thang, nên phải cần khuôn họ, nhắc họ suốt. Nên những đức nói bây giờ nghe pháp quan trọng hơn niệm Phật, vì khi nghe pháp nó hưng khởi cái tâm niệm Phật thì niệm Phật nó không có bỏ cuộc. Còn nếu như mà không nghe pháp, niệm Phật giết nó nhạt nhẽo, mà nhạt nhẽo giết rồi chán, bỏ niệm Phật luôn. Nên cái việc nghe pháp cực kỳ quan trọng, cái việc mà bổ túc cho cái người ta tu, khuyên người niệm Phật là đang khuyên mình niệm Phật, việc này quan trọng dữ lắm. Nên
ngày 18 tháng 2 lễ viếng Quan Âm là ngay đây nè. Chùa mới này chúng ta tổ chức là bữa đầu tiên đó, ngày 18 đó. Thì giờ này chúng ta cũng chia sẻ Phật pháp bình thường gì nè quý vị. Và chùa mình lễ viếng Quan Âm bây giờ là đông đông dữ lắm. Nên từ nơi đó cái thời khóa buổi sáng chúng ta cũng khó lễ Phật được. Nên những đức cũng lấy cái buổi sáng niệm địa chung xong chia sẻ Phật pháp một chút. Những đức nghĩ rằng con người rất đông về chùa, nên mình nhắc người ta những cái căn bản quan trọng nhất khi người ta vô chùa. Tại vì nhiều người trưởng đoàn ta dẫn người mới đi nữa, mình nhắc người ta làm sao mà mình kích thích người ta mà người ta đi về chùa mà người ta có một số quy tắc mà người ta hiểu, để còn người ta tu người ta được sự lợi ích. Chứ bây giờ kêu lên lễ Phật họ lễ mà họ không biết cái gì á. Còn mình thì mình biết rồi, mình muốn lễ cho nào mà không được. Nhưng mà cái ngày mà lễ lọc mình thì chia sẻ Phật pháp về nhân sinh cho người ta nghe, nó quan trọng dữ lắm. Có những người ta về chùa người ta không muốn lại Quan Âm, ta đi chơi thôi, mà ta nghe mình nói chuyện xong ta lại, ta hiểu được cái việc lợi ích làm sao mà lại Quan Âm, lợi ích làm sao mà niệm Phật, lợi ích làm sao mà nghe pháp. Từ nơi đó mà ta phát tâm tu luôn, này quan trọng lắm. Nên á, hàng Phật tử khắp nơi nơi, thí dụ như chúng ta đến trước đi, trước vài ngày rồi chúng ta qua chùa mới này nè. Còn với các vị quen thì dễ, chỗ nào vị cũng biết, vị ghé chứ. Còn cái người mà người ta mới mới á, đi thẳng tới Đại Tùng Lâm, xong chúng ta qua chùa mới này luôn. Có thể sáng 17 chúng ta đông người thì chúng ta cũng niệm Phật rồi chia sẻ Phật pháp một chút. Ê, sáng 18 mình nói lộn. Sáng sớm 18 á, ngày 17 tôi về đây tu bình thường. Đoàn đoàn rồi về đây có chỗ ở sẵn á. Xong sáng 18 là chúng ta khi ngồi niệm Phật một chút rồi chia sẻ Phật pháp một chút. Rồi 8:30 sáng này là chúng ta niệm Phật chia sẻ Phật pháp luôn, rồi phóng sanh cũng lý thực. Rồi chiều 1:30 thì chúng ta cứ vậy mà làm. Tối lại thì chia sẻ Phật pháp xong, chúng ta lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm tại đây. Đó là ngày 18 nghe, nguyên ngày luôn ở đây á. Mấy lần trước chúng ta tổ chức là cả ngày toàn là bên kia, con có chỉ có buổi tối đi lại Quan Âm là qua bên điểm bên đây. Còn bây giờ nhà nước chia ra hết, biết chi không quý vị? Vì ban tổ chức phải cho họ làm điều. Nếu như mà làm bên hộ pháp không thì chỉ có bên hộ pháp làm việc cực lực quá, làm việc đuối quá, làm xong rồi qua lễ nằm le lử. Trời ơi, nó mệt lắm quý vị ô. Nhiều cô mình bây giờ bên đó đứa nào nó mập, như Liên Nhẫn mà bây giờ nó 79, gái 79 ký vì nghĩ. Mấy cô mình giờ là nằm dạng 70 nhiều. Nó giống như Liên Nhẫn là 79, Liên Đình là 75, 72, 73, 78 đứa. Còn 70 là cái dạng điều điều. Còn 67, 68 là chung chung, toàn bộ đa số. Nghe không? Nghĩa là không, những đức do những đức động viên cái việc, động viên ăn được ngủ được giết nó mập cho nó yên tâm, nó vui. Mập quá mập rồi giết cũng không ai để ý, ngó ngàng tới tu cả đời. Người ta thí dụ như là người ta ngoài đời thì người ta nhìn phụ nữ eo o được có được chút đúng không? Còn bây giờ mình vô mình nung đúc tinh thần mấy cô chùa mình giết nó mắc phọt hết thì ai đâu ngó ngàng tới, có bỏ giữa chợ thì cũng ai nhìn. Từ chỗ đó tu luôn, hiểu không? Biết thân phận rồi, rồi lo tu, hiểu không? Đó, nung đúc tinh thần ăn được ngủ được. Nhưng mà thật sự thì cái người mà tu mình á, tròn trịa mập mạp bằng đồ lam nó cũng dễ thương nữa. Cái người mà ốm nhơm ốm nhách đó bằng đồ lam thấy ghê lắm nghe. Vì để ý đi. Ừ, nó lạ vậy đó. Đồ lam này là chỉ có cái người mà ta ngoài đời á, ví dụ như cái người ốm bằng đồ ngoài đời á, bó bó đồ thì còn có nó đỡ đỡ, mà ốm quá cũng nhìn thấy ghê lắm, ít gì cũng có thịt thà một chút, hiểu không? Còn cái người bận đồ tu á, là ít gì cũng phải mập mạp, thì bận đồ tu tự nhiên người ta nhìn thấy nó muốn tu. Còn cái kiểu mà tu mà trong chùa mà ăn chay niệm Phật giết mà nó ốm nhơm da bọc xương, mà bận đồ lam mà nó đi mà gió bay vậy, phất vơ đi đi trời trời, nó đi với mình là ma cà rồng đi vậy đó. Người ta nhìn cái là người ta nói tôi thấy an lạc cái gì trời trời, an lạc gì đâu mà nhìn gì đâu mà thấy ghê, da bọc xương mà đi gì, gió thổi bay bay kỳ cục quá, người ta không có tu. Nên nó vô chùa mình là
người ta mà nghe những đức nói ăn chay niệm Phật khỏe là ta tin. Mấy cô mình, mấy thầy đồ như những đức đồ cũng mập mập không, ai cũng mập chứ, nên ta nhìn thấy ta nói ăn chay đâu có thiếu chất dinh dưỡng, hiểu không? Nên khuyên người ta ăn chay nó dễ. Còn nếu như mà ta như mình ấm như ấm nhắc mình nói ăn chay khỏe, ta không tin. Nó nói khỏe cái gì mà khỏe, trời là trời, tôi nhìn ông mà tôi thấy gớm rồi. Da bọc xương đi gì, gió thổi bay bay mà khỏe gì trời. Cả nhóm từ thầy cho gì nhìn thấy ghê. Đi gì đâu mà xương sốc không, kỳ cục, hiểu không? Là tự nhiên người ta không có tin là ăn chay khỏe đâu. Nhưng mà ta vô chùa mình ta thấy rõ ràng ăn chay khỏe. Người nào cũng khỏe khoắn mập mạp, da thịt đầy đủ, mỡ cũng có chút địch. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà ngày 18 là chúng ta tổ chức Diễn Âm nguyên một ngày ở đây. Khắp nơi nơi quý vị nên tập trung về để làm chi? Chùa mới mà quý vị dẫn người ta về, để người ta về đây có nhiều người, người ta cũng đi lên phòng ốc, có nhiều người ta muốn ở luôn, người ta đi coi nghe. Đó, ta đến chùa xong ta đi coi nghe, ta đi vòng 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 lên, lên. Ta bấm thang máy, ta lên phòng rồi ta đi nhìn nghe. Nhìn nhìn nghe, không có giỡn đâu. À, đó, người ta nhìn, người ta coi cái phòng ốc làm sao, phòng rộng không, ở làm sao, nhà vệ sinh làm sao, có khi người ta vô nhà vệ sinh ta còn giỏi cầu thử nữa chứ. Có nước có thông không nữa, thấy chưa? Ta coi xong hết cái đầu ta về, ta đồn ra. Ở mấy bà già, người nhiều người ta nghĩ đó. Ta đầu ta về, ta nói, công nhận thiệt. Cậu chào, chùa gì đâu đi thang máy con bà ở bà. Phòng rộng dữ lắm luôn. Nhà vệ sinh đồ trong phòng luôn mà có nguyên một khu vệ sinh mà mới cắt xong 60 cái nhà vệ sinh. Nó sạch sẽ, chỗ phơi đồ kế bên tiện lắm bà. Mà đồn nhau. Ừ, để bữa nào tôi bà vô cộng tu thử từng. Tìm hiểu kỹ rồi tính nữa nghe. Chứ tôi thấy tôi với bà già, bây giờ ở trong chùa tôi thấy yên hơn là ở nhà. Chứ tôi thấy mấy đứa con mình nó không biết tu gì. Tôi thấy tôi với bà mà ở nhà tôi thấy sao này kẹt. Coi chừng nó xử tôi với bà, tôi nghe thầy Đức nói tôi cũng ớn. Nó không biết làm sao giúp á. Mình ở nhà là nó coi chừng, nó khi mà mình sắp sửa chết, nó nắm tay nắm chân, nó kéo, nó giật mình, hiểu không? Rồi xong mình vừa chết cái nó hỏi coi ngày giờ, 2-3 tiếng sau nó liệm luôn. Lúc đó kẹt chứ lắm, nó liệm liền. Tại thường là vậy đó. Rồi bắt đầu là mình cái đám của mình là sát sanh, nó đãi người ta đồ mặn, nó chấp điếu. Rồi mỗi tuần nó sát sanh hại bẩn làm tới luôn. Là còn tôi với bà cái như là tiêu, giống như xuống rồi mà nó còn đẩy xuống. Rồi tôi ớn quá, tôi nghe để đó sợ quá. Giờ tôi dự định là tôi vô chùa, nhưng mà tôi chân cẳng nó cũng hơi yếu, nên tôi coi chỗ nào ở mà có phòng mà có nhà vệ sinh được. Mà tôi nghe chùa mới nó có bà ơi, nên là bây giờ tôi với bà lại đó ở thử có tình hình sao. Rồi thấy được là tôi quyết định tôi bà đăng ký nghe. Cái rủ được 2-3 bà, cái 2-3 bà đi chỗ già rủ già nghe, con xôn xôn rủ xôn xôn. À, có chồng thì có rủ có chồng, còn chồng bỏ thì rủ chồng bỏ. Ngộ vậy đó. Nên từ nơi đó mà người ta đi đến, người ta gặp cái là bắt đầu là sao, cái là người ta từ từ nó đến ta ở. Quý vị coi cái chùa mới này, mới đây mà bây giờ hơn 300 người ở trong đây. Rất là mau nha quý vị. Có nghĩa là cái đạo tràng này là phát triển mau nhất nè. Tại vì cái hoàn cảnh đây bằng đêm mới bị tu, quý vị thấy những đức đầu tư bắt đèn á. Tại vì chùa này nó cái khung nó gọn, nên những đức chơi đèn xung quanh rực rỡ luôn. Mà nội mà tu ở đây không mà bước ra ngoài đó xá Phật thôi, còn nhìn cũng hoàn cảnh nó sáng, đèn nó sáng rực rỡ, nhìn tự nhiên thấy mê. Ừ. Thấy không? Đó, giờ thêm ở đây quý vị biết là nó thoáng quá. Ở đây nó rất là thoáng hơn ở bên hộ pháp mình nghe. Đây nó thoáng hơn hộ pháp mình dữ lắm á. Tại đâu có cái cây nào đâu. Thì thoáng. Vì thêm nên nó tránh khỏi khu công nghiệp quý vị. Gần núi, núi thì giải cái bên, nhìn ở đây thấy núi, thấy không? Rồi bên phía này là ông thấy biển, nhưng mà biển là hướng này, núi hướng này. Nên gió núi, gió biển thổi đến, quý vị ở có một chỗ mà hít được không khí biển, núi. Thấy chưa? Từ nơi đó thổi con người gì đây nó khỏe lạ kỳ. Nó có nghĩa là bên kia lâu lâu còn bệnh chút đỉnh ngay tại đông quý vị. Còn bên đây nè, nó thoáng nè, nó rất là thoáng luôn. Nó mà gió nó thổi gì đâu mà gặp hì hì. Từ nước mà cái bữa lễ Quan Âm đây chắc nghĩ chắc gió dữ lắm nha. Gió nó thổi dữ lắm ở đây nè. Nên từ nơi đó mới bị về đây á, dẫn thêm nhiều người về đây để cho người ta tục. Khi mà người ta về người ta tu rồi, hoặc là thứ bảy đâu nè, mình rủ người ta tục. Tại vì cái nơi mới mình phải phát triển cái nơi mới. Giống như một con người mà người ta có tâm huyết mới mẻ, mình phải ủng hộ. Ví dụ như cái người mà chia sẻ tịnh độ mới đi quý vị, cứ ghé ngang họ một chút.
dù nghe được nhiêu nghe, không biết không nghe cũng được tùy, nhưng mà bấm vô like nhẹ cái cho người ta một cái tia hy vọng. Đừng nên không ghé ngang buồn lắm bạn ơi. Nên mỗi người đều có duyên khác nhau. Những đức gặp có một ông này, ông chia sẻ Phật pháp, nhưng ông chia sẻ Phật pháp viết ấy, thì người ta coi ổng chỉ có mười mấy người, buổi có mười mấy người, quý vị giảng buổi mà nghe được có mười mấy người cũng buồn lắm. Nó nói với làm phim rồi là quá trời luôn, nghe có mười mấy người, có khi năm bảy người viết, nó nói nó cũng nản lòng lắm quý vị, chứ không giỡn đâu nghe. Những đức mà gần gũi như đức có động viên kiên nhẫn đi, Đức Phật ngày xưa có năm người mà. Mình có phân biệt với Đức Phật không, mà công nhận Đức Phật từ bi nha. Đức Phật chia sẻ Phật pháp ngày xưa đầu tiên chỉ có 5 người. Nên sau này khi mình chia sẻ Phật pháp mà được 6 người là mình ngon hơn Phật. Thấy không? Đó, Phật công nhận là từ bi thiệt. Phật làm vậy nên con người ta có cơ hội với việc. Ta có cơ hội người ta phấn đấu lên, người ta cố gắng lên, người ta không có bỏ cuộc. Đó, nên từ nơi đó mà mình á, cái người mà người ta mới chia sẻ Phật pháp mà có tâm huyết á, người ta kiên nhẫn lâu dài mà ít người coi quá, lâu lâu mình ghé ngang giùm người ta một cái, bấm vô một cái, bấm vô một cái, thấy tự nhiên ô cái buổi giảng mình cũng được 400-500 người á, cũng được quá ha. Tự nhiên trong lòng thấy cũng động viên họ cố gắng. 5 năm 6 năm sau biết đâu mình bồi dưỡng ra một người giảng tịnh độ làm sao. Con người những đức cũng là được từ đó mà thành bây giờ á, được bồi dưỡng quý vị. Chứ nếu con người mà không có cơ hội, không được bồi dưỡng, sao có ngày hôm nay? Nó nên tự nhiên mình bấm qua cái trang đó, mình kết duyên với họ một chút xíu, động viên họ một chút. Nó thí dụ như là họ giảng chung chung mình á, thầy giảng cũng được lắm. Nó tự nhiên họ nghe họ thích á, tự nhiên họ sẽ cố gắng họ giảng pháp. Sau này mới có người giúp chúng sanh. Hiểu không? Cái tâm mình vậy đó, cái phước mình rất là lớn. Thật sự mà nói mình trồng một cái hạt giống rồi mình chăm bón, mai mốt có trái cho nhiều người được ăn. Mình nghĩ gì thì cái phước mình lớn dữ lắm. Chứ mình đâu có nghĩ rằng mình trồng cái cây này là một mình để trái ăn đâu. Nên chúng ta bồi dưỡng cho một người giảng pháp để lợi ích cho rất nhiều người. Nên ai mà ngày xưa mà đã từng ban đầu ngày xưa mà đến nghe những đức giảng đó nghe, là bây giờ quý vị là người có phước lớn lắm. Ngày xưa tại vì sao? Vì nhờ ngày xưa quý vị ủng hộ mà ngày nay mới có thầy Đức. Thấy không? Đó. Cái này cái quan trọng lắm á. Nên ngôi chùa mới gì nè, những đức động viên quý vị, ngày thứ bảy tuy là khó đi nhưng mà quý vị hãy tính đi, về suy nghĩ cách đi làm sao đó. Mà đi được thì tùy quý vị. Thôi giờ nghỉ đi. Nói, cái nhiều cô nói trời ơi thầy Đức này ông làm kỳ cục tới ghê luôn á. Có nghĩa là đang ầm ầm với cái dừng nè. Nói thì cứ như vậy để ngày mai tiếp tục, hiểu không? Chứ cứ là nhựa rồi nó ngán, ngày mai nói nó không có thích. Thà đang nói hứng, nghỉ. Ngày mai nghe nữa. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta mỗi tuần đi đến đây cộng tu thứ bảy ở bên đây, khi chúng ta niệm Phật xong, nghe chia sẻ Phật pháp xong, lễ Phật được thờ lễ Phật cùng với đại chúng. Đức Phật nói đức chúng như biển cả mênh mông, xong mình đưa vào chúng mình tu, rồi xong cũng đi thực phóng sanh. Chúng ta đi đến đây mình tu, cũng có những người nữ mang nghiệp phá thai, những thai nhi cũng được về đây nghe pháp niệm Phật, và khi cúng đi thực các cháu được dùng, và khi công đức chúng ta hồi hướng, rồi những người thân trong gia đình mình có những người chết cũng chưa siêu thoát, hay đây cũng gần đường xá có những người ta bị xe đụng chết hay là chết quan chết ức mà ta chưa siêu thoát, có một ngôi chùa tu gì rồi mỗi tuần cúng đi thực gì giết người ta cũng rủ nhau báo nhau tập trung về người ta tu. Nên khi người ta hưởng được tài thọ thực, người ta được hưởng cái công đức niệm Phật,
người ta cũng hộ trì Tam Bảo giúp cho đây được bình yên. Giống như người mình về đây mình vui, cái tự nhiên mình muốn hộ trì ở đây. Rồi chư hương linh ta về đây mình thương yêu, mình lo cho người ta, hướng dẫn ta tu, cái người ta hộ trì Tam Bảo ở đây. Tự nhiên người ta về đây ta nghiêm túc đàng hoàng. Mình cúng đi thực rất là nhiều đồ ăn, chắc chắn rằng người ta về đây ta hưởng tài thọ thực. Và ngày nào cũng ở đây được cúng đi thực, nên về đây tu hành hộ trì Tam Bảo, nương một bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Giống hệt như con người chúng ta khi mà khổ đau gặp Phật Pháp, nghe Phật Pháp mình giải tỏa được cái tâm hết khổ. Thì chư hương linh người ta khổ đau cũng do vì cái tâm dính mắc, rồi tâm hận thù mà khổ. Bây giờ nghe Phật Pháp nên buông cái tâm hận thù, buông cái tâm đòi nợ. Dù mình lỡ bị phá thai đi chăng, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng đây là phước duyên mình không đủ nên mình không được sanh ra đời. Nếu như phước mình đủ thì mình được sinh ra đời, nhưng giờ phước mình thiếu nên mình giữa chừng mình bị phá thai, không được sinh ra. Nếu bây giờ mang tâm quán hận thì đời đời kiếp kiếp đọa lạc khổ đau hoài. Thôi hôm nay mình nghe đạo, nghe được bổ nguyện Di Đà, thôi chúng ta nương vào bổ nguyện Di Đà niệm Phật, cầu sanh cực lạc, buông cái tâm hận thù đòi nợ. Hay tất cả quán thân trái chủ của tất cả những người ở đây như những đức được, cũng có quán thân trái chủ đi theo. Thôi chúng ta cùng niệm Phật để hướng về Tây Phương cực lạc, về cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau nhớ cõi ta bà này. Nên chúng ta đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và tất cả khắp nơi nơi chúng ta đều hưởng được cái công đức này, mà luôn luôn hưởng được cái tâm bình an và niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chung ngạ kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương những tiết Phật tự cầu, nguyện dị tự công đức vô cập những tiết, ngà đặng giờ Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngô tình chung á ngã kim tí nhờ cung, nhẫn tiết hồ thành công, nguyện dị tự công đức vô cập nhân tiết, ngà đặng giờ hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung á ngã kim tí nhờ cung, thập phương nhẫn tiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhân tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Á mộng lộn lăng ta bà ha, á mộng lộn lăng ta bà ha, ta bà ha, á ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, á ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thầm nhảy loài cô hồn ơi, ô vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh pháp nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương cực lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả chúng ta nghe được Phật pháp, phát tâm ăn chay trường phóng sanh. Mình từ khi biết Phật pháp, mình nghe lời Phật dạy tứ sanh phụ mẫu, nên con ruồi, con muỗi, con kiến chúng ta cũng không có giết. Lúc trước ngủ còn mua cái đèn này đèn kia để cho muỗi bay vô bắt nó. Bây giờ thôi nghĩ, giấc ngủ của mình mà nhiều con muỗi bị chết quá, thôi cái đó cũng là cái nghiệp sát sanh. Nên chúng ta muốn sống, con vật cũng muốn sống, dù con muỗi nó cũng muốn sống. Nên khi mà nó đói nó bay lại, nó hút mình miếng máu là nó muốn dùng để nó sống chứ gì. Thì giờ mà mình không cho thôi đuổi đi, không cho mà còn đập cái bóp, chết queo. Nên từ nơi đó thì mình mang tội sát sanh, đó là cố tình giết. Giống như mình bây giờ đói mà mình đi xin ai cái gì ăn mà ta không cho mà ta giết mình, còn mình quán hận cỡ nào, đúng không? Thì cái nguyên lý con vật nó cũng biết hết chứ không phải không biết. Nên từ nơi đó bây giờ mình nghe đạo mình hiểu rồi, mình ăn chay mà mình còn phóng sanh, rồi mình không có sát sanh, không có thuốc chuột hay là giết gián hay xịt mũi hay là giết con này con kia nữa. Vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó an lạc và tính tình nó đỡ nóng giận, và sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Nhất là những người bị ung thư, bệnh này bệnh kia mà bác sĩ chạy, chúng ta ăn chay trường phóng sanh đi, từ từ giết rồi quý vị thấy có sự chuyển hóa đặc biệt dữ lắm. Nên chúng ta mỗi lần chương trình khóa tu có cái lễ phóng sanh, nên đây là nương vào hạnh từ bi của chư Phật Bồ Tát. Nên khi phóng sanh chúng ta cùng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những chúng sanh này, khi được thả ra và lỡ ai có bắt lại người ta giết đi chăng nữa, không có mang tâm quán thù, mà nên nương vào bổ nguyện của Phật để niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ cho những chúng sanh được thả nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.